Hello, hello, hello. Đoán tỷ số là mình ngồi đâu ấy nhỉ? Mình ngồi ở tít 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 trong góc sau lưng của team nào ấy nhỉ? Không, mình nhìn cái lúc mình nói rồi, cái lúc mà mình nhìn thấy map 5 là map Abyss là mình đã biết là TH cút rồi. Bốn cái chung kết, sáu cái chung kết thua bốn. Còn mẹ mày là tôi chắc trầm cảm mất thật. Không, thật ra không phải là mình đâu mà ai cũng thế đâu, trầm mẹ cảm mất. Không phải đâu, nhưng mà nhiều người ấy, mình nghĩ khi mà kiểu bị gặp cái trường hợp để nhiều ấy, kiểu thua nhiều ấy, nó thành ra nỗi ám ảnh ấy, kiểu cứ đến chung kết là mẹ mày lo lắng ấy, hồi hộp ấy. Cái này hay, nhưng mà mình không nghĩ, mình thấy là không hay như năm ngoái, hay như champion năm ngoái. Bài nhạc thì hay hơn nhưng mà không hay bằng năm ngoái. I can never imagine waking up there. Em quên. Everybody had us as being the worst team in the league. With everything we've done, everything we've accomplished. The thought of this whole year just being a dream that I could wake up from is terrifying. Nhưng mà cái điều mà mình thấy đáng sợ nhất ấy là mấy bốn thằng trẻ lần đầu tiên bắn với nhau, bắn tia một vào đến chung kết 4 lần. Cái đấy mà là điều đáng sợ nhất. Lúc mà mình ngồi xem cái này ở đấy ấy, người ta dịch bằng tiếng Hàn, chả hiểu cái đéo gì cả. Nói là xem lại trận này, chứ thật ra xem lại trận này khác đéo phải bảo là xem lại highlight của Kang Kang đâu. Cho đến map thứ ba ấy, đúng nghĩa là Chi Chu với cả Kang Kang 2v5 mà. Anh thấy tiếc cho tuyển là nhất. Bạn có hỏi 10 người, khoảng 100 người, 1000 người thì ai cũng nói là tiếc cho TH thôi. Năm nay là năm điên vãi lùn của TH luôn á. Nhưng mà nó không thành công. Crowd cheat á? Có mà. Nghe được hết mà. Chi Chu lúc cái like lúc mà mới đây livestream ấy, thằng Chi Chu nó cũng bảo là có một cái pha xử lý nào đấy ấy. Nó biết là com đi móc ấy, nó nghe khán giả ồ lên, nó biết com đi móc ấy, nhưng mà nó không báo ấy, kiểu vậy. Ôi, đoạn này hay vãi luôn, đoạn này. Đoạn này nghe đã vãi lều luôn. Đây, đối diện này, bên 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 trái ấy. Chỗ này này là chỗ mình ngồi này. Chỗ ngồi xấu điên luôn. Chỗ xấu điên luôn. Đó là sao hôm nay cho cái vé ngồi chỗ xấu đét. Mình thề với các bạn luôn nhá. Mình thề với các bạn luôn. Là cái đoạn mà nhìn thằng Simon này nó bước lên nhá. Khi mà mình nhìn thằng Simon này bước lên sân khấu nhá, mình nhìn mặt nó nhá. Mình quay ra mình nói với Hồng Anh luôn. Là mình đảm bảo luôn là Simon hôm nay thọt. Mình đảm bảo luôn là Simon hôm nay thọt. Đúng luôn, 4 map đầu Simon gần như là chỉ support không bắn được. Đến map 5 Simon mới bắn. Mình thề với các bạn luôn. Thề sống thề chết luôn. Hỏi Hồng Anh. Mình nhìn Simon lúc bước lên mặt lên mình biết luôn là Simon hôm nay không bắn được luôn. Nó thọt vì ném đồ cho teammate á. Không phải đâu bạn. Cái đấy nó không phải là liên quan gì đến thọt cái kiểu đấy. Mình đang nói đến là cái tâm lý ấy. Bạn nhìn những cái thằng này nó đi lên này. Bạn nhìn thằng Kang Kang, nhìn thằng Chi Chu, nhìn thằng Nobody nó đi lên ấy. Vì chúng nó đi lên nhiều rồi. Chúng nó bắn ở chỗ những chỗ này nhiều rồi. Chúng nó bắn chung kết bao nhiêu lần rồi, chúng nó không còn áp lực nữa rồi. Nhưng mà nhìn cái thằng Simon nó đi lên ấy, mặt kiểu gọi là nói nhà nhỉ, liếm láp môi này, xong rồi kiểu e dè các thứ này. Những lúc đấy là bạn biết là những người đấy là đang bị tâm lý đó. À, nhìn những thằng này nhá, đéo vào tâm lý luôn, mình nói thật các bạn luôn, nhìn những thằng này đéo vào chúng nó tâm lý luôn. Hả? Minibu chung kết bắn Blitz không nổi bật mấy á? Mình nói thật với bạn nhá. Mình nói thật với bạn nhá. Cái team Heretics này chung kết nhá, mà không có Minibu thì cút còn sớm hơn. Bạn bảo những cái vòng ngoài Minibu bắn không nổi bật bạn còn nói được, chứ bạn bảo chung kết mà Minibu không nổi bật thì chắc là bạn xem game qua mẹ mày bảng KD rồi. Quá ạ. Mình nói thật luôn, cái người sáng giá nhất trong cái chung kết này của Heretics nó là Minibu. Còn cái trận chung kết này ấy, còn nói thật cái trận chung kết này ấy, là những cái trận chung kết mà tất cả cả team gọi như gần như là cả team Heretics ấy đánh mất chính mình luôn á. Thật. Trừ map 1 ra nhá. Trừ cái map 1 ra, mình nói thật với các bạn.
trừ map 1 ra nhá, thì gần như là Heretics hôm nay đánh mất chính mình luôn. Thật. Cả đội luôn, đánh mất chính mình luôn. Bu nó cũng bảo mình đọc cái Bu nó cũng bảo là cái gì nhỉ? Lúc mà về livestream xem lại trận này ấy, thì Bu nó bảo là cái lúc mà trận trận trước đấy, cái trận trước trận chung kết này kết thúc vào lúc 11 giờ tối, 11 giờ 12 giờ tối, 11 giờ 12 giờ đêm. Xong rồi về khách sạn nghỉ ngơi, xong rồi hôm sau ấy, cái đội cái cả hai đội này ấy, phải có mặt ở nhà thi đấu lúc 11 giờ. Thế là gần như là về phát là ngủ luôn. Không có thời gian chuẩn bị gì, tất cả chuẩn bị các thứ là kiểu là do coach với cả trợ lý coach chuẩn bị. Thì player nó sẽ không có được kiểu nó sẽ cũng không có thời gian để xem lại ấy. Vì tất nhiên là coach với cả trợ lý khi mà người ta chuẩn bị ấy, huấn luyện viên với cả trợ lý khi mà người ta chuẩn bị thì người ta sẽ xem lại trận đấu. Nhưng mà với tư cách là một player ấy thì chính bản thân các bạn ấy cũng phải xem cái trận đấu đấy để các bạn có thể hiểu rõ được là tham minh của địch này hay là lối chơi của địch nó sẽ như thế nào hay là kiểu cái thói quen của địch như nào ấy. Nhưng mà đấy là lợi thế của người đến từ nhánh trên thôi. Đội đến từ nhánh dưới thì không có quyền lên tiếng thôi. Thì phải chấp nhận thôi. Không có thời gian chuẩn bị thì EDG nó có nhiều thời gian chuẩn bị hơn. Vậy thôi. Cái này thì không thể trách được Bạn có rồi. thể xuất sắc nhất thế giới lâu Mình hơn nói thật nữa đến bây giờ không ấy, để các bạn đến bây giờ mình cũng không thể tưởng tượng được là tại sao một map 1 mà Heretic bắn đang nhài gặp mà đến thua ngược lại được. phải của Chóng vánh những map sau luôn đâu ấy, chỉ kiểu là chóng vánh luôn ấy. con người đơn giản như mình sai Sova ở trên cái bản đồ Thiên Haven này. Theo thời Với gian thì Heretic cả đang bắt buộc phải lùi về thôi quan khi mà điểm chiếc cá nhân của recon mình quanh đang trả thì ra đã bị phá hủy từ cảm rất nhận nhanh. của mình Quất thì toàn bộ đội hình của mình khi lên và mình bay ngồi lọt xem ở bố cái tay nhà như thi để đấu xem này tình ấy, huống solo luôn và mình không xem nhà ra thi được đấu cái lý ở gì Mỹ năm ngoái với cả thi đấu ở Hàn năm chỉ nay ấy, trốn thôi, thì mình trốn cảm lên giác Durian để có tìm thể cách là do năm chơi nay cho Hàn một không có mình team và sẽ là một pha team lựa chọn kiểu nào Việt Nam sân gần nhà như là ấy, còn phun nợ cái tỷ nghĩa lệ là đứng cảm trước giác cả khán giả hai nó ở không trong được cái round thiếu pistol này thôi. cuồng nhiệt Và bằng đang ấy, chiếm có được cuồng lợi thế nhiệt từ nhưng mà phía không cuồng AK nhiệt rồi. bằng Doom ấy, và Smoke One kiểu Way nó rất không khó tới ấy. chịu đến từ vị trí của Jack Smoke. Vì vẫn còn bao nòi nhà, EDG có thể phòng thủ được cái trái spy này. Không một ai móc đến Heretic cả, họ sẽ vỗ mặt đối phương từ khu vực spawn cũng như là cả khu vực Haven nữa. Một tia chớp đẩy chuẩn xác rồi nhưng chưa vào được khi bên phía ADG cũng còn đồ trả ngược lại. Anh xem cái Quả map, dù có thể anh đi xem làm cái trong map rồi sunset, vẫn bung ra là rất tốt. Đây anh có cứ lại, kiểu đó là cả ủa Nanabody cũng như cả các sunset trang. này Nhưng trông Smoky mấy vẫn thằng là người TH chơi kỳ giữ được vãi lối chơi chưởng mà. trước khi mà nhà đầm số 19 chủ. Một mình cái Deadpool là không đủ khi Kangkang đã làm đến nơi và pistol round tuyệt vời dành cho bên phía team EDG. Khởi đầu rất Genji suôn mà sẻ không dành cho chốc trận EDG sen trên thì map có cuối khi của chung mình. kết này Pistol Genji về EDG thì hạ lên thôi spy, rồi. họ mất có một Đừng người nói trong thế cả bạn một bên ơi, đội. mình nói thật, Còn đối với cả chả có team ai chốc ở Heretic thì đây chắc cả chắn sẽ là đâu. Eco trong đấu thứ hai này và Các cũng có bạn họ bạn nhờ nhìn cái cái team team bóng rổ Sentinel kể đấy nó cả bây bắn giờ như đang dở, mất nó bài bắn rất cái nông trận đấy sệ như và dở cũng hơi ấy, bạn bảo là chỉ là do anh khoảng 5 sec mà Genji duy nhất chốc của thì cầu thủ Sentinel Vinny mới thì thắng liệu được. có đủ hay không đây. Nhảy check thấy rồi. Bạn nói Đây như là full kiểu sec xe và để mày xem rằng là bốn người hoàn sen nó toàn được cũng là phép. gà ấy. Đang bắt đầu sổ vào đến từ các thành viên bên phía team EDG rồi nhưng chậm lại một chút khi mà Kang Kang đã bị hạ gục bởi bên Fishy. Đang có những tín hiệu quay xe đến từ các thành viên bên phía EDG. Người Vinh ta Vô hay mắc thì phải phải công đến nhận, 4 người chứ tại cứ các con kêu là do xe và team một kia chốc chiếc nên trang team này cực mới kỳ thắng. khó chịu đến từ Benji. Đến bao giờ các Benji bạn mới đẩy có hướng thành kiểu, viên bên phía đến bao EDG giờ các rồi. bạn mới có thể hiểu Lúc được này là là lúc mà các thành viên khi bên một phía team team thắng là do EDG team sau kia khi bắn mà hay, Kang Kang thì họ đơn là giản một vậy đám thôi. cò đi rồi. Giờ anh ta vẫn Gom xa. Genji của các Lúc ông này mẹ sẽ mày là vô cơ địch hội Pacific, chắc để cover cho vị trí Genji của của các Jack ông Smoke. vô địch Vị trí chuẩn bị đấy rồi. Bu sẽ chuyển hướng vào bên Eco Master nhưng Chi Chu. Shanghai thì Chi Chu Sentinel vừa nó bắn không vô địch em Master quả. Madrid đấy. Vâng, hai khẩu gót đụng độ nhau Gom và Chi nữa. Chu thì một viên duy nhất vào mồm tôi và không cho anh Trang Bu một cơ phản ứng nào cả. Và để nhắc lại luôn Và đến là round thứ tư này Sentinel thì bên lên Eco ngôi vô đã địch lên ở để cái cho Master bên phía Madrid Heretic bằng thắng một team nào sống á. hai classic. Nobody vẫn đang giữ lại Gaara, không đường nào vào đầu. Có tiếng làm choáng đây và tôi sắp phải nhìn Chichi rồi. Nằm xuống ngay tức bởi Nobody, anh ta lùi về được an toàn. Và bây giờ thì sẽ đẩy ra kiếm thêm mạng để Các bạn chỉ cần xem Zeke bắn hai trận với Genji là hiểu mà. Cảm giác như kiểu hai người chơi khác nhau luôn ấy. bóng Guardian ở Guara đã nhặt lại được đến từ vị trí bố đất thuật. Khi mình ngồi đấy xem ấy, mình cũng cái trận này ấy, mình cảm giác kiểu Benji Fishy có nhiều tình huống xử lý khó hiểu lắm. Mình nghĩ là cái khi mà TH thua ấy, anh em có nhớ cái round ở map Lotus mà Benji Fishy đặt ulti xong rồi thằng thằng Simon nó clutch 1v2 không? Đấy là cái khoảnh khắc mình nghĩ là Benji Fishy bắt đầu đánh mất chính mình luôn ạ. Cái round đấy là bắt đầu thua luôn ạ. Một Phantom cho dù lượng Mình nghĩ điểm là bắt của đầu hai người Heretic cầm máu là trong lúc bắt vẫn đầu không thua để là ở bài từ nhưng round các rồi đấy thành ạ. viên bên phía team EDG đang có những toàn tính về sau. Một động thái chiếm khúc A-long nhanh đến từ team Heretic nhưng đây chỉ là một tình huống tạm động tại A thôi. Quả đấy Benji Fishy ngố lắm luôn ý. Mình thề luôn. Quả đấy Benji Fishy ngố cực kỳ luôn ý. Tạm động tại A, đối phương đang muốn lên B. Một chiếc sáp khá default và bây giờ thì Kang Kang có dính hay không đây? Kang Kang có dính và đó là mạng dành cho phía Benji.
Một chiếc chắp đi vào hách não và Kang Kang đã bị hạ gục mất rồi. Quay đầu về C đến từ bên phía team EDG, nhưng cũng đang có sự phản ứng lại đây team Minibu và đồng đội rồi, họ đã back về đến cùng City. Và liệu rằng Benji không, mình nghĩ là Benji Fishy bị giật mình ấy. Kiểu định chạy ra gọi là làm gì đấy, đổi mạng hay gì đấy, nhưng mà xong rồi bị bắn vào mặt đấy. Xong rồi đi lúc chạy về thì gọi là bị, nói chung là phát đấy mình nghĩ là thằng đi vào là thằng Minimu rồi phải, nó đi vào xong rồi bị bắn chết thì kiểu report không kịp ấy. Thằng BGPC tưởng nó ở trên upper, không nghĩ nó ở gần như thế, tưởng thằng Simon nó ở tít tận trên cái upper B ấy, không nghĩ là nó ở gần như thế. Thế là xong rồi mới chạy không kịp để chết. BGPC lao ra bắn luôn đấy, không đến có rồi, lao ra hút đạn trước đến từ tên Minimu và đó là vị trí của Good cũng như Ren liên tiếp coi các bạn à gục. Căng căng quả này overheat á. Sao lại gọi căng căng quả này overheat? Quả này là lỗi của Nobody mà, vì Nobody không shock đạt được cái trip mà. Một chiếc camera chứ đâu phải lỗi căng căng đâu. Tại khu PC vô tình lại nhìn được vào vị trí. Bây giờ mà một con Duelist nó shock đạt rồi thì ai mà chẳng nghĩ là hết đồ, hết chap rồi đúng không? Bây giờ shock đạt lỗi nó đi vào chết nó phải do. Đâu phải là do ấy đâu. Là một trong những người chơi sải nhá. Kê ngoài lobby đến 3 người, 4 người như thế này thì Minibu cũng không nên để tiếp đâu, và Minibu chạy cày vãi trưởng con tường khi không còn nhiều sự hỗ trợ được đội nữa rồi. Còn một người nữa đang chờ dưới khúc shiver, đó là vị trí của chàng bù, nhưng đây là một tình huống bẫy rồi để cho Rien kích hoạt Hunter Fury này. Hunter Fury đang bắn và dính đến hai người, đó là Chichu cũng như Nobody. Phải để phí nhỉ, nhưng đó cũng chỉ là những tình huống cấu được gây đam ban đầu mà thôi. EDG không hề vội vàng một chút nào cả. Vâng, nó vừa là cầu máu vừa cầu thêm một chút thời gian nữa. Đấy, nhìn lại shock đạn này đây nha. Khi mà các anh em này, khi mà anh em chơi cái map này nhá, nhìn cái shock đạn này anh em nhớ nhá. Khi mà team bạn có Cypher, các bạn shock đạt sang bên phải. Khi mà team bạn có Killjoy, các bạn shock đạt sang bên trái. Cái shock đạt vừa rồi của Nobody là dành cho Killjoy, tại vì Killjoy hay đặt Alabot bên trái. Còn nếu mà khi mà các bạn có Cypher ấy, thì cái Cypher nó hay đặt chap từ cái từ đây này, từ chỗ này nó vào tít tận bên trong side B được, chap ở đây không bao giờ phá được cả. Những ý đồ của bên phía DG lại là về B cơ. Một shock đạt chưa phá được chap. Bảy giây vẫn còn đây và Cam Cam sẽ phải lộ tiếng thôi. Đấy, không hiểu phát này hút làm gì luôn ý. Thật sự luôn. Mình nhìn phát này mình kiểu what the chap. Bảy giây vẫn còn đây và Cam Cam sẽ phải lộ tiếng thôi. Nhưng hút ơi, muốn up the shock nhưng mà lộ cả người luôn. Lộ vai và lập tức phải nằm xuống ngay. Bắt đầu khó hơn dành cho team Heretic trong round này rồi. Nhưng đây là một tiếng đẩy chay. Chi Chu không kê lại. Và đó là cái chết của Chi Chu. Mất người nhưng cũng lấy lại ngay đến từ bên phía team Heretic. Nobody thì vừa phát hiện ra được vị trí của chàng bù rồi. Tình huống này đang là 4v4 và EDG đang muốn có động thái về C. Nhưng lúc này tôi đang nhìn thấy bù cũng như là Benji Fishy ở đây rồi. Hai người này ở khu bom CB. Nếu như mình không nhầm thì phát này hay điên luôn. Vị trí của anh chàng Minibu vẫn còn đó. Nếu mình không nhầm. Vâng, không dính đồ nhưng càng càng bắn quá xuất sắc đầy triple kill càng càng. Không phải phát này, không phải phát này. Có một pha thảo đấy nó quẩy trong cái CC này kinh điên luôn đó. Quả này không hiểu vì sao mà EDG thua được luôn ý. Không hiểu sao quả này thua được luôn. Còn đối phương đang đi từ khu bóng CB ra. Vâng, tạm thời sẽ là Càng Càng thôi. Càng Càng phải là người bắn tốt tình huống này. Và liệu rằng quay đoán được hay không đến câu chuyện thằng mình Càng Càng bỏ lỡ, đối phương bỏ qua. Và bây giờ thì Càng Càng đập xuống mất rồi. Không có cây nào đây cả. Một mình Simon bị bỏ lại 1v2. Bù yếu máu rồi đấy, nhưng mà Rien thì còn nguyên là vẫn còn sốc đạt nữa. Một mình quét tết được con Simon ở trong. Còn Simon thì không thể thắng được. Cố gắng đẩy là choáng ra. Spam là trượt người gỡ spy. Gỡ được nửa rồi. Vẫn đang quần spam, vẫn không trúng. Và đó là cái chết của Simon thứ 2 đều của team Heretic. Cả cái trận chung kết này mình đánh giá là cái việc trả đồ của Simon rất là tốt, thật sự. Cái việc trả đồ của support cover ở team Simon làm rất là tốt, cực kỳ tốt luôn ấy. Nhưng mà cái việc bắn nhau ấy, cho đến cái pha mà Simon nó clutch 1v2 ở B side map Lotus đấy mình vừa nói ấy, thì mình thật sự luôn là đến map 5 phát Simon bắn như dở hơi luôn. Kiểu tâm lý nó được giải tỏa rồi ấy. Thì nó chơi game bắt đầu thoải mái, nó mới êm vào tay được ấy. Không có một khẩu súng van đồ nào cả và càng quyết định sử dụng cái chiêu cuối quá tải của mình. Phát hiện ra Rien ở đâu rồi. Tiếng chớp đẩy đang được sử dụng. Đã bị nhưng Rien vẫn hạ gục được càng kia. 6 máu còn lại trên người của Initiator này. Vâng, câu chuyện vẫn quả này hay này. Cover cho nhau tốt điên luôn. Đồng đội đã mệt tới nơi, hai anh em bù vì bù sẽ quẩy thế nào đây. Vâng, thậm chí là cả 4. Simon map 4 á? Không. Map 5 mới khiếp. Cái map Abyss mới là khiếp. Chứ còn map 4 thì sau cái pha trước cái pha clutch đấy Simon bình thường. Sau cái pha clutch ở B cơ. Từ đấy luôn ấy. Anh thấy Smoggy hay Chichu gánh kèo hay hơn. Smoggy chung kết này có chơi đâu? 144.
Smoky này, Smoky mình đánh giá, mình nói rồi mà, cho đến cái trận, cho đến map thứ, thôi cứ cho đến map thứ tư đi, thứ tư và thứ năm ấy, thì gần như là Kang Kang và Chichu 2v5 mà. Tất nhiên là vẫn người khác, vẫn phải có đồ, vẫn phải kiểu support các đồ các thứ, vẫn có teamwork cùng nhau ấy, nhưng mà gần như là những pha tỏa sáng đều là Chichu và Kang Kang mà. Mình không nói những ba người còn lại bắn kém hay gì cả, nhưng mà hai người sáng nhất là Chichu và Kang Kang đến map 4 đúng nghĩa là 2v5 luôn. Cho đến map 5, thực sự là đến map 5 Simon với cả Smoky mới bắt đầu chơi game. Thật sự luôn. Map 5 nhìn thằng Smoky với thằng Simon bắn ảo điên luôn. Quay trở lại thôi. Round đầu cực kỳ quan trọng của ADG, họ có full súng ống, họ có hai chiêu cuối rất quan trọng ở tại Haven, đó là đại địa chấn, đó là The Fury. Nhưng bây giờ thì Ren đang đẩy chay và có vẻ như không ai check lại Ren rồi. Có một mạng lao ra đổi mạng nào đây rồi, càng càng đã lên tiếng, nhưng Minibu lại kịp thời đẩy ra thủ Q để vả ngay cái mặt của Smoky, duy trì lợi thế về người dành cho bên phía team Heretic. Chichu vẫn chưa thể thực hiện tình huống biter của mình vào khu bom xe B được, và hiện tại ở khu bom xe B đang có đến hai người cơ, còn một người backside nữa. Chichu không, mình vừa xem, mình vừa tua mà, thong thả mà xem thôi. Chichu nhìn thấy Benji, nhưng đó là chiến thắng đến từ Sentinel của... Anh em có công nhận một điều là khi nhìn cái map 1 này đúng nghĩa là Heretics nó out chỉnh không? Thật sự ấy, không không ấy đâu, nhưng mà đúng nghĩa là out chỉnh luôn ấy. Từ di chuyển này, từ cover, từ đổi mạng, từ clutch này, nó đúng nghĩa là out chỉnh luôn ấy. Cho đến map Sunset, tự dưng đến map Sunset cụt tay luôn. Không hiểu luôn ấy. Lùi ra ngoài để có thể chơi cùng với đại địa chân của mình, nhưng anh ta vẫn muốn giữ lại trong sân cùng với cả Kang Kang. Không, là... phương về từ đâu. Không cần đến 4 lần về nhì đâu em ạ, chỉ cần một lần về nhì champion là anh đã thấy đau lắm rồi. Quá nhiều mục tiêu trước mặt nên... Cầm ulti ra ngoài post plan á. Post plan kiểu gì khi mà team bạn có Omen à? Trời. Có ra ngoài post plan có dùng 10 cái ulti của Breach thì cũng thua rồi mà, tại vì có Omen smoke mà. Anh chàng bù rất khó chịu. Bây giờ thì là lúc mà các viên bên phía Ba đúng là mấy thằng smoker nhà nghề ấy, nó ném một hơi nhanh điên luôn. Tôi nghĩ rằng đây sẽ là một tình huống mà họ đi ra A thì đúng hơn, họ sẽ để... Trước trước có một đợt mà kiểu Heretic cứ vào map Sunset là thắng, auto thắng, không bao giờ thua được luôn. Xong rồi tự dưng thua một lần phát thua liên tục luôn. Tên choáng thế này thì thôi. Chị ơi. Vâng, kia chấp đẩy flash rồi là cả Hunter Fury, nó càng càng khó quá, nhưng càng càng vẫn đang xoay sở được, vẫn né được Hunter Fury. Sống với chỉ 45 máu và thậm chí còn vàng một cả hút nữa. Nhưng ở C, tốc độ càng càng nó dũng như sung rồi, Benji và Minibu đều lên tiếng. Một đổi ba trong C khiến cho cái nỗ lực của Kang Kang đã trở nên vô nghĩa. Smoky đang là người cầm spy và có chiêu cuối, nhưng Smoky liệu rằng có bay đi sang khu bom sai khác không đây? 12 giây rất khó anh Smoky. Cái pha này cũng hơi khó hiểu này. Pha này nhá, nhìn này, đặt bom luôn được mà. Nhưng mà không. Tại sao? Nó đặt bom được ở backside luôn mà, nhưng nó không đặt bom, nó chạy vòng ra đây. Và cái giá phải trả là công cốc đến từ Kang Kang rồi. Nỗ lực của Kang Kang đã đổ xuống sông xuống biển trong những cái round đấu gần đây. Liên tục có những mạng cũng khó, có multi kill nhưng mà vẫn không đem được cái chiến thắng thứ ba về cho team. Trận đấu này Kang Kang đang rất cháy rồi. Nhưng những người Ủa? Đồng đội của anh ta thì có Sao Sao Kang Kang là tâm lên trên nhỉ? Team kia có mỗi con Omen lên trên được thôi mà. Kịp cái tốc độ của Kang Kang ư? Bây giờ thì làm round đấu mà chắc thói quen là tâm. Check cẩn thận. Ở cái khúc gara này, hai Cypher vừa trao đổi những cái lời yêu thương cho nhau ở cái khúc gara rồi, đã nhìn thấy nhau. Nhưng đây kìa. Rồi, một cái chap khiến cho anh ta gần như tự tin bỏ luôn cái bom CC và về bắn gara và thậm chí có thể chạy về B bất cứ lúc nào. Trong khi đó thì ba người còn lại cũng đang đứng luôn trong A đợi sẵn rồi, và nếu vào A thì có lẽ sẽ không phải là thứ dễ dàng dành cho bên phía team EDG đâu. Kể cả là họ có Hunter Fury đi chăng nữa. Góc đứng của bên phía team Mythic đang là rất đẹp rồi, và bây giờ thì sẽ là lao bắn nhau thôi. Tia chớp này được trả ra đến từ trường Vinibu, không cho được la vào ngay. Fake A để về ngược lại khu boy C đến với các viên bên với ID. Quả này thề đây, quả này hay sao ấy, quả này hay sao ấy nhỉ? Nghĩ nhiều bây giờ thì dẫm bẫy rồi, nhưng đó đúng nhỉ? Là cái tên nobody bắn tay quá to. Benji nằm xuống. Quả này phải. Quả này hút rồi. Vẫn đang trả đồ. Bay vào trong glass box này đến từ Chi Chu. Tìm nhau trong smoke có một mạng để từ Ren. Quả này hút đỉnh vãi lều đỉnh luôn ý. Không bạn ơi, Kang Kang bắn sen nhanh bạn ơi. Kang Kang lâu lắm rồi, toàn bắt đầu bắn sen nhanh này sao ấy. Nên bạn ở trên khu bom xe A ư. Kang Kang có vẻ như lại muốn gánh rồi, và để xem lần này có gánh được hay không đây.
Vâng, bức tường hạ xuống đến Phương Thảo Drone ra chụp ảnh được một người. Và có lẽ sẽ còn lấy thêm thông tin nữa với con Drone này, tôi nhìn thấy hết ngoài lòng rồi. Biết hết ý tưởng, lập tức trả đồ ra và bây giờ thì càng bị quẩy, càng dính hiệu khống chế và lập xuống ngay lập tức bởi trong bù. Dành những không muốn tấn vị trí gì lúc cũng đang nhìn lại. Bây giờ thì Good ơi, liệu có dùng spam nhạy cảm hay không đây? Đối phương bút phát ra và bắt bài luôn cái Smokey đến từ Good. Vẫn đang còn đồ, chỉ chú lớp ở cục A-shot. Và chỉ chú liệu rằng quát được người trong sai hay không đây? Câu trả lời là có, một đặng khá dễ. Quả này cơ, nó check lại Simon đi đỉnh ác luôn. Bóc máy ở mid về nhưng mà Minibu có kê lại rất kỹ. 2 đánh 4 rồi, một pha retake quá có lợi dành cho bên phía team Heretic. Recon chưa được hồi đến từ vị trí Nobody, chỉ còn đó là một sốc điện thôi. Cũng như một drone, nhưng vấn đề là có mũ đến từ bên phía Fitchy đã được ném ra rồi, có info biết vị trí. Càng càng gánh gì cả năm thằng EDG nó bắn đều kinh mà, thật sự luôn đấy, mình nói thật. Mình đồng ý với quan điểm một team game ấy, ai cũng đều có vị trí quan trọng riêng cho bản thân mình. Nhưng mà thật sự nếu như Duelist của EDG ngày hôm đấy mà không phải căng căng bắn như thế này thì mình hứa với các bạn luôn 3-1, đôi khi là 3-0 cho Heretic, mình nói thật với bạn luôn á. Đây là thật sự là mình là một người chơi, mình lúc nào mới nói các bạn là game 5 người. Ai cũng có nhiệm vụ riêng, nhưng mà thật sự không phải cứ support tốt là thằng Duelist nó bắn được 111 mạng ở trận chung kết quốc tế to nhất, giải to nhất. Mình nói thật, không phải cứ support cho mà cho thằng Duelist là nó bắn được như thế đâu. Không phải đâu, bạn đang nói là căng căng nó không gánh. Ý em đang nói như kiểu là căng căng nó không gánh ấy, nhưng anh nói thật là mẹ căng căng trận này ấy, cái trận chung kết này ấy, căng căng ấy với cả Chichu nó gánh lực điên. Đến bản thân anh còn nói nhá, đến cho đến map 4 nó là 2v5. Nó là 2v5 chứ nó không phải là 5v5. Nó là 2v5. Cái map này ấy, thì có thể không nhìn rõ. Cái map này thì có thể không nhìn rõ. Nhưng mà nói thật, khi mà nhìn đến cái map thứ 2, map thứ 3, map Sunset và map Lotus ấy, Nếu như bất kỳ ai mà có thể nói là thắng trận, thắng map 2, thắng map 3 ấy, mà nó không phải nhờ Kang Kang và Chichu phần lớn ấy, thì mình nói thật luôn là các bạn nhìn game sai cực luôn. Bạn phải nhớ là trận chung kết, em phải nhớ là trận chung kết này Kang Kang nó vừa vô địch, nó vừa phá kỷ lục 111 mạng ở trận chung kết thế giới. 111 mạng ở chung kết thế giới nhá. Cái số gần nhất hình như là 102 của Aspart ở trận chung kết ở một giải quốc tế, còn 105 là của Texture ở trận chung kết khu vực, trận chung kết quốc nội nhá, chứ không phải quốc tế. Nó là quốc nội nhá, 105 nhưng là quốc nội nhá. Còn đây là 111 nhưng mà là quốc tế nhá. Một round đấu chậm lại đến từ Kang Kang và những đồng đội rồi. Cái map 4 mình quay mặt Kang Kang lúc mà nó bật cái anti là bắn ấy, trông mặt kiểu bất lực vãi lều luôn, mặt kiểu bất lực thật sự luôn ấy. Kiểu buồn lắm luôn ấy, kiểu mình A xong rồi vẫn thua lại còn không được lên OT, buồn vãi lều. Thì họ đang quắc tại khu vực bom site này. Ôi nhưng mà Rien trả ra và bây giờ Rien có vẻ như role này không nhìn thấy gì rồi. Không kịp thấy rồi và đây có thể sẽ là thứ thay đổi kết quả. Mình không biết là bây giờ, mình nói thật luôn là mình không biết các bạn nghĩ sao ấy, nhưng mà đối với mình nghĩ thì EDG bây giờ với một chức vô địch này nó đủ là huyền thoại ở Trung Quốc rồi. Mình có thể đảm bảo với các bạn luôn là sẽ rất lâu nữa mới có một team Trung Quốc có thể cân bằng được thành tích này, và sẽ là rất khó để có một ai gọi là có một phong độ tốt được như Kang Kang luôn, mình nói thật. Vào rồi, Rien đang đứng ở một góc giữa đường để bắn nhau luôn. Càng càng đang đến bước rồi, đó là bạn thứ hai. Nhìn map 1 chúng nó bắn như này cơ mà. Hết rồi anh Ngô ơi, kể cả là bò được vào C thì đây là 3 đánh 5 không có Càng Càng. Mà không có Càng Càng thì không có hỏa lực đến thì DG. 20 giây, ôi trời ơi, tôi đang xem một trận đấu Varan chứ không phải là xem một cuộc đua chạy điền kinh đâu nhỉ. Từ đến giờ toàn thấy EDG chạy điền kinh rồi. Quả này này, quả này hay này. Anh em nhìn quả này hay cực luôn. Spy xuống đến từ bên phía DG nhưng có rồi. 3 lần rồi anh Ngô ơi, 3 lần thua kiểu này rồi. Tươi đến từ Rien. Không bạn, làm sao mà đặt bom được? Đặt bom là aftershock nó nổ chết ngay. Cố đặt aftershock nổ chết ngay. Còn không đặt thì hết giờ. Nó là thua rồi đấy. Quen thuộc tại cục bom sân B thôi. Nhưng vào B, cứ vào B là sẽ gặp một gì. Hai người đây, Rien biết điều đó. Còn một sốc điện sẽ có được khá nhiều đang gây ra đấy. Lại chảy cú vào A đến từ Kang Kang và được gỡ rồi. Ngồi. Và rồi thì Rien đã được phần của Shorty dính làm choáng rồi. Và đó là Minibu, nhưng bù lên tiếng Rien vẫn chưa lộ.
mới chỉ có Simon đổi được một rồi, và ngay sau đó thì Simon chuyển đi. Đi đều nằm xuống, một mình lên chỉ trụ bỏ lại người đang đi lớp ở rất xa và tôi sao. Spy rơi thế kia thì thực sự là có cho ba đầu sáu tay Chichu không bắn nổi. Bây giờ Chichu có lẽ là cần phải có cái teleport đến từ Omen. Trước tình huống này đi bộ vào trong khu bom Fea thì không khác gì là vào chỗ chết cả. Hết rồi, sắp sửa là đến lúc ra pháp này thì người tới đó thôi. Mình thề luôn là mình xem cái map 1 là mình thì khổ cho Chichu cực luôn. Tại vì cứ mỗi lần mà sống, mà cứ mỗi lần mà kiểu grid đánh bên công ấy thì lúc nào cũng còn một mình. Xong rồi bom rơi trong sai, bên thủ thì lúc nào cũng phải đi retake. Còn đi khi mà đi về retake thì lúc nào cũng là 1 vs 2 vs 3 vs 4. Không quá quan trọng nữa khi mà cách biệt Hunter Hunter. Hunter phụ huy được bật rất sớm để phần nào đó clear lại thông ở khu. Chichu không đổ lại được gì cả. Fake. Trong khi đó thì DG triệt hình rất rời rạc và lỏng lẻo. Mất Chichu. Ulti không dính bu luôn cả. Anh em nhìn ulti của Simon không dính bu luôn cả. Triệt hình rất rời. Yeah, không dính bu luôn. Anti của Bridge phải lùi ra một tí không mà nó không dính mấy gần, nó không như ngày xưa. EDG xưa giờ bắn support cho Kang Kang sao thì hiểu. Đôi khi Kang Kang cầm dẹt nhưng mà chỉ cần đi sau cầm vào còn đồng đội đi tanh, đồng đội lướt lấy thế trước thôi, thông báo với chẳng là dở. Nói chung là đừng Kang Kang là không dở. Nhưng mà cái lối chơi ngày xưa ấy nó của Kang Kang và bây giờ nó không giống nhau. Bây giờ ấy, các bạn nhìn cái Kang Kang nó hợp với cả con Neon như nào mà nó cầm con Neon nó entry với cả khẩu Vandal với Phantom ấy. Chứ còn mình nói thật thì bắn ngắm thì Kang Kang trước giờ là vẫn vậy mà. Chẳng qua là bây giờ cái việc mà cầm rifle của cầm Vandal với cả Phantom của Kang Kang là tốt hơn thôi. Còn Kang Kang ngày xưa lúc nào cũng chăm chăm khẩu ọp ấy, lúc nào cũng ọp công cũng ọp mà thủ cũng ọp ấy, kiểu vậy. Hơi phí đồ đến từ bên phía TPDG. Và họ 4 Việt Nam nó dễ. 4 Việt Nam và bây giờ thì là 4 Việt Nam. Có những tình huống triển khai retake rồi, bật luôn cả ultimate đến từ vị trí của Kang Kang. Sẽ có đến 2 người giữ khu Garage nè. Vâng, nhưng bây giờ thì Kang Kang ơi, có mạng của Minibu rồi, đát ra và cố gắng bắn thêm. Đây gần sẽ rất nhiều sát thương cho Kang Kang, nhưng bản thân anh ta thì cũng không còn lại nhiều máu nữa. Câu chuyện là Tha Minh mà tôi xong rồi, để lỡ Tha Minh để tiếng đến đâu đi và báo hại cả Smoky. Nhưng Simon BDG, Kang Kang đã lên tiếng, hút đổi được bằng Kang Kang. Một mình Simon bỏ lại, một đấu một thời, lượng máu là tương đồng nhau. Nhưng thời gian đã không còn dành cho Gút nữa và Gút gần như sẽ phải gỡ luôn. Simon có cho anh đây, câu trả lời sweet là Simon nằm, nhưng thời gian đó là không kịp nữa rồi. Một thử thách cực kỳ khó khăn dành cho họ, rất khó nhằn. Một pha làm choáng đẩy vào luôn, không cần phá recon. Bây giờ thì gần như cả 3A đều bị choáng rồi. Minibu có mạng đầu tiên, đẩy ra Kang Kang cũng chết chay. Và thậm chí là Simon cũng... Map 1 bắn như này, thì map 2, map 3, map 4, map 5 bắn như nào? Tài nguyên được trả ra Heretic, độ chuẩn xác là 100% khi cả 3 người trong đẩy nó hơi có phần nào đó bóp đồng đội một chút. Thiếu trước, nhưng loạt trận thiếu này tôi nghĩ rằng là không. Và trong tình huống này thì nó còn là bất khả thi. Flash từ dưới lên. Chaos Vandal á, ngon, khổ ấy ngon á. Phía team Heretic, bởi vì nếu muốn trúng thì hai ông ấy đều trên đều vượt bảnh mắt xuống. Nhưng làm gì có chuyện đó đâu. Benji, Fishy thậm chí cũng làm 4 nó cẩn thận. Và anh ta hãy nhìn xem. Cái con dê này rồi, một đo đấu mà chỉ có đang ở C cơ. Bên trái team Heretic rồi, có vẻ như là B. Khi mà Benji Fishy đang cấu được khá máu Smoky ở đây. Và bây giờ thì có vẻ như Smoky còn nhìn thấy Benji Fishy cơ. Nhưng Benji bắn như này cơ mà. Bắn hai round có ném mũ luôn. Đến từ Benji Fishy. Chichu thì bắt đi được vị trí good đấy. Nhưng nó cũng để làm gì đâu. Để làm chi hả Chichu? Kang Kang phải là người làm được ở đây. Kang Kang làm 3. Mang ra người chiến thắng luôn. Một viên Macho là 5. Một viên làm 3. Nào hãy cùng xem nào, Kang Kang đã nghe thấy Minibu rồi, đang muốn đẩy qua. Bây giờ thì đó là chiến thắng dành cho Minibu. Kịch bản tôi vẽ ra thì cũng... Cái gì cơ? Tiếc là Opper trong game này chỉ là role phụ chứ không impact nhiều như game C, thành ra ít ông bây giờ thở nó lọc quá. Hả? What the f... Bạn bảo khẩu op trong này mà là phụ á? Đây nhá, để mình chỉ nói đơn giản cho các bạn hiểu nha này. Để mình chỉ nói đơn giản như cho các bạn này hiểu đấy nhá. Em bảo định bảo one trick khẩu op á. Để anh nói đơn giản này cho em hiểu này. Cái khẩu anh nói thẳng với em luôn ấy. Cái một game đấu Valorant này 50% ấy. Đôi khi là 40%, 40%, 50% ấy, một nửa cái map round đầu ấy nó định đoạt bằng khẩu op. Em hiểu không? Nó định đoạt bằng khẩu op luôn. Nhá. Vì sao? Vậy để anh giải thích cho em hiểu này. Ở CSGO, bọn em có 10 quả flash. Cả một round đầu em có 10 quả flash, 5 quả smoke. Đúng chưa? Mỗi người 2 quả flash, mỗi người 1 quả smoke.
em có thể tự do làm gì làm. Nhưng ở trong Valorant em chỉ có một con smoke. Và lúc đấy smoke không smoke nó phải giữ để đánh sai nữa. Em chỉ có cùng lắm một cái con initiator để check. Có hai đúng đúng hai người để có thể cùng lắm thêm con dẹt nữa ba. Có gọi là giỏi lắm ấy thì em có được ba cái kỹ năng để có thể tìm được khẩu ngắm. Thì em nghĩ xem là khi mà một game như thế ấy, thì ở trong Valorant và trong CS:GO em nghĩ khẩu op nào sẽ mang lại nhiều tác dụng hơn và khẩu op nào sẽ gọi là mang lại gọi là nhiều áp lực hơn. Bây giờ em chơi Valorant, em nhìn này, em ví dụ em chơi một con như kiểu con Sova, em drone xong em đéo thấy khẩu ngắm đâu. Em làm gì? Em sẽ phải thì phải đi tìm khẩu ngắm, em tìm bằng cách nào? Nhảy check. Quá nhảy check mà em nhìn thấy nhảy check bao nhiêu thằng nhảy xong bị cụt có mẹ chân ở trong cái game này rồi. Khẩu ngắm trong này nó rất là mạnh. Quên mất ở CS:GO ấy, biết khẩu có những cái chỗ bắn ngắm ấy còn ném lửa để ấy được. Ok, như bạn kia nói. Ok, như bây giờ nhá. Để như bạn kia nói đúng, như bạn chỉ hiểu nói đúng, cái map Abyss là một, cái map Breeze là hai. Ok, bây giờ nhá, em nhìn thấy khẩu ngắm ở trong side A hay side B của map Breeze. Em drone em tác nó xong em làm gì? Em tác làm gì? Tác xong làm gì? Chả có cái đéo gì làm nó cả. Vì những cái map đấy em còn đéo có bridge stun, em còn đéo có bridge flash để em có thể zone được khẩu ngắm ra. Nhưng mà CS:GO em mà nhìn thấy con khẩu ngắm ở đâu nhá, em mà nhảy check nhá, em nhá check em nhìn khẩu ngắm đúng không? Làm gì? Flash, smoke, lửa, liên tục tục vào mõm, khẩu ngắm đéo bao giờ được bắn luôn, đúng chưa? Anh nói thật, còn mình nói thật. Khi mà bạn bắn cái trò này ấy, bạn bảo là bắn op không thích bằng CS, công nhận. Khi mà một thằng Duelist bảo lại không cần bắn ngắm, bắn rifle là đủ rồi ấy, thì vứt, thằng ấy đéo bao giờ xứng đáng được bắn Duelist luôn. Còn bị phá rất nhanh. Lúc mà các thành viên bên phía team Heretic đang chuẩn bị vào bài để tấn công vào khu bom sai A. Bắt đầu lướt vào rồi, hai người đã bị kẹt ở Gravity. Minibu đã nhìn thấy, về thì Fizzy là người có mạng, bắn rất tối đạn đến từ vị trí của Minibu. Nhưng Bu lên tiếng, Kangkang đổi đôi, Kangkang đang bật ultimate lên, đổi ba đến từ vị trí của Kangkang rồi, chỉ còn lại đó là một mình Gutma thôi. Vâng, cứ tưởng rằng con ma thủng là toang nhưng mà Kangkang chạy rất nhanh về để cứu nguy cho team một bàn thua trông thấy. 2A chết chạy, nhưng mà Kangkang về thì gần như là dọn dẹp luôn cái bãi chiến trường. Và giờ thì một mình Good Classic 72 máu làm gì đây? 72 máu này phải đổi thành 72 phép thần thông thì may ra. Còn bây giờ đổi sang cầu Zerit chẳng làm được gì cả thì đó là Simon. 6-11 rồi, cách biệt từ con số 8 round bây giờ nó rút ngắn xuống có 5 round thi đấu thôi. Anh nghĩ là mấy map sau Heretic lỗi cũng nhiều mà những cá nhân của EDG tỏa sáng cũng nhiều nữa. Nó là hai yếu tố luôn ấy, đâm ra nhìn những trận sau, nhìn cái map Sunset với cả nhìn cái map Lotus ấy, đúng nghĩa là một chiều luôn á. Anh thề, anh nhìn đúng nghĩa là một chiều luôn ấy. Phải cần có một tiếng first pick nào đó đến từ bên phía team Heretic đi để chiều cuối Con của giặc này. bên team có thể tận dụng đây. Con Càng giặc càng này. bị làm choáng thì nhưng mình đang bắn ngược lại một mũi tên này là khó chịu. Yeah, đây. Rất nhiều người bị stun. Thế nhưng mà cuối cùng thắng lợi vẫn chẳng thuộc về ai cả. Wong Dao thuộc về Good rồi. Đang từ 2v2 đưa về là 2v1 và một mình Chi Chu. Một đấu hai. Bốn người bắt bài ở Bombsite A nhưng bốn người chỉ đổi được có ba. Và bây giờ thì Chi Chu đang bị chậm lại rồi, một paranoia trả quả này ra cũng quá kinh khó này. chịu. Chi Chu nghe được nhiều tiếng và bây giờ thì Chi Chu tham mình lắc ra. Ôi tin hút được đạn đến từ Kang Kang rồi. BGBC bị choáng nhưng là kịp trả lời công nghệ ra để có thể sinh off tồn. Off your feet, một ai sợ thì nhảy lên và rất nhiều người của bên phía team MIDG đã phải nhảy ra khỏi. Kang Kang đang muốn pick người để mang về lợi thế cho đội tuyển của mình. Bắn đinh đầu được Benji và đó là mạng dành cho Minibu. Kang Kang Minibu tới chơi. Những người đồng đội của mình, Kang Kang đang bị bao vây. Ôi, rất nhiều chiêu thức bay vào người thì càng càng không chạy đi được cả. Nhưng trong tay ra đây Chi Chu có một. Trước khi Simon Chi Chu và Video nằm xuống và một mình Smokey. Thì nhìn quả Minibu này bật ulti lên cứu bạn, nhìn trông chiến đét. Đó là mạng dành cho Chi Chu càng càng. Minibu đang muốn lên trả thù những người đồng đội của mình, càng càng đang bị bao vây. Ôi, rất nhiều chiêu bay rồi. Map 1 bắn như này thì map 2, map 3, map 4, map 5 bắn như nào? Đéo tin được là bị hủy diệt ở map Sunset luôn. Đéo thì tin được là bị hủy diệt. Thì Simon đúng với một người chơi cây hỗ trợ lên full đồ và chỉ có một khẩu classic mà thôi. Classic không giáp, full utility. Dao đã ném từ sớm rồi, vẫn đang còn đôi quả phát và một quả nết để chơi tiếp đến từ vị trí của Simon. Và trông rất giống là sẽ một bài thẳng bê luôn, không lòng vòng đến từ bên phía EDG rồi. Liệu có phải là một tình huống đánh vào full B hay không đây, nhưng ở full ở bom xe B đang có một cái chát sẽ rất là khó chịu nha.
Chap phải phá bằng cơm, đối phương thì đang bắt Tam Minh để lắc ra, nhưng đã nhìn thấy đông người ở khu bom xe B này rồi. Liệu có quay xe không đây? Có quay rồi, có quay xe. Mùi. Và bộ đội Chichu cũng như Smoky bắt đầu những cái nước đi đầu tiên mình ở khu A main. Ôi nhưng không, có vẻ như sẽ chỉ là một tình huống quấy A nhẹ thôi. Còn ý tưởng thì vẫn sẽ là vào B. Nhưng mình không hiểu sao mà, mình không hiểu sao nhá. Tự dưng đội hình của Heretic quyết định bỏ hết tất cả những con Neon đi cho Minibu bắn Rage. Đi bên. Nhưng vấn đề là trong khi ngày meta bây giờ Neon nó theo mình thấy là nó khá là khỏe. Mà team của Heretic lại có cả Sova để phá trap rồi nên cũng con Rage nó cũng không thật sự là cần thiết cho lắm. Mình không hiểu lắm. Vâng, 4B như là chỉ là quá đủ rồi, Càng Càng lại là ngôi sao đuổi lên tiếng. Có một mạng W cũng đã kịp thời đổi mạng phải trăm phút rồi, nhưng Minibu bắt được Càng Càng và Rien hạ cũng cả W đi nữa. Rien làm đôi chỉ cần chút một Simon, 2 đấu 2. Nếu mà Đao Lục này thắng thì có lẽ kết cục đã khác cho Heretic. Để đợi anh chàng Bubach về hỗ trợ thôi. Đây rồi, Chichu đã về để cover cho người đồng đội của mình. Hai đối thủ thì đang đi ra từ khu backside, bắt đầu nhảy ra đến từ vị trí Minibu rồi. Bắt được một mạng đấy, Chichu đổi mạng rất nhanh. Quả này Chichu bắn kinh quá lều. Ai sẽ là người giành chiến thắng đây? Chu vẫn kinh quá đây. Đốt phần mõm. Hình như đây là round mà Chichu bắn shape toàn mặt đây này, hình như cái round này. Còn quá bay, nhưng mà hãy chờ xem đến round này thì có lẽ lúc mà Nai Sư lên tiếng này. Ô già là Nai Sư bắn yếu được cái tên là một setup bắt bài 3B từ đầu kìa. Nai Sư bắn yếu được cái tên Rien rồi. Nhưng cũng đã tức là bay vào đến từ Càng Càng luôn, dẫm phải bẫy rồi và nằm xuống đến từ Càng Càng. Đổi mạng tốt với cái tên Nobody nhưng xong thì Benji làm đến đổi. Và lợi thêm người thì vẫn còn nhưng không duy trì được quá lâu khi... Đây. Tốt. Tiếp tục là Chichu. Hai bên Serif cực kỳ chuẩn xác, ném cả mũ luôn và thông tin là rất nhiều dành cho bên VTBDG. Những người đi móc máy ở trung mid cũng như người ở khu đã lộ ra rồi. Và đó là một tình huống bắn là bù và đó là ca với khẩu Serif trên tay. Nào. Bây giờ Chichu đối đầu với đó là Bu và đó là quan kill dành cho Chichu. Sau 4 round thiếu để thua liên tục thì họ đang có đó là hai ultimate trên người rồi. Rất giống muốn đẩy luôn tại cục bom xe B đến từ Heretic. Và họ đã có info rồi. Một tình huống chiếm mid rất triệt để đến từ EDG. Bật luôn con men rồi và Benji Fishy đang bị đe dọa ở đây. Càng Càng một cú đát hợp lý để bắt đi cái mạng Benji Fishy. Boma đang bị kẹp. Và làm thế nào đây Gút ơi, khó quá. Bắt ôi là tự tìm chết để tự lên Gút rồi. Nhanh chẳng bù thắng có vẻ cái cúp tình bắp rồi anh ra bắn cúp luôn mà Cam cũng đã bị phá, không có thông tin trong bề nữa đến từ phía Heretic. Và quyết định của họ là chờ thôi, không dám băng qua Smoke này vì nếu back về một quả đất trả ra một quả đất đóng không tìm đúng định. Smoky bắn được vào vị trí của Rien rồi. 4-5 bắt đầu khó hơn dành cho phía Heretic. Minibu rồi, tên lửa hạ màn sẽ dùng round phía sau nhé. Gút đang muốn đẩy ra, Gút có một mạng của Càng Càng rồi. Update lên được một khẩu súng lớn dành cho vị trí của Gút. Nhưng Benji Fishy vừa bắn trọng thương, Nobody có mạng của Bu. Gút phá. Kinh mỡ. Map Sunset này. Mà map Sunset này, map Sunset này hết. Lúc đầu, mấy cái round đầu thì Chichu nó chơi. Lúc bao đầu, mấy round đầu, nó mấy round đầu Chichu nó chơi. Sau mấy round sau đến lượt Càng Càng nó chơi, chơi điên vãi lều mà. Có cả deadlock rồi nhưng mà mình thấy là cái tỷ lệ nhân vật được cosplay nhiều nhất thì vẫn là Killjoy sẽ được chuyển nhanh cả 3-4 bạn rồi còn quay trở lại đây thì vẫn là Càng Càng một trái flash phím trắng á? Từ không nhà mình không gọi là phím mà cả đến lúc nhắm mắt xuôi tay rồi vẫn chưa kịp nhìn thấy mặt hung thủ là ai. Hơi đen dành cho vị trí Minibu và khu bom mình còn 3 con chuột cần rồi. Pass thôi hết. Điều này đã bắt buộc để cho Rien cũng như là Gut phải về đây. Hunter Fury đang được sử dụng và bây giờ Hunter Fury bắn Rien và anti tầm trượt. Hôm nay bắn cái hôm trận đấy Rien và anti hơi trượt. Chỉ cần Gút phải tấn công. Bật được về Heretic. Họ đang muốn đẩy ra tìm lại như thế đã mất nhưng chỉ là một đội một thôi, nó không đủ và thậm chí là trong sai thì cái tên Rien còn ngã xuống luôn bởi Càng Càng. Khó rồi. Gút bị quay cùng đi phâu. Gút vẫn kịp thời có một nhưng không thể làm thêm khi Càng Càng đã ăn đến mạng thứ ba và liệu có quát hay không đây. Quát kill dành cho Càng Càng. Là dễ khi mà người cuối cùng là Minibu còn sống với một cái giáp 1 và một khẩu súng classic. Người kề ngang và đó clutch nhưng không được rồi. Một tiếng hút đạn đến từ Nobody dành cho Càng Càng. Trung Quốc có vô địch được không nhỉ? Nhưng đồng đội thì cũng đã... Cho đến khi cái trận đấu kết thúc, Công Anh vẫn không nghĩ là nó vô địch được á. Công Anh nghĩ là nó bắn hay, năm nay nó bắn hay. Nhưng mà nó không tới được chức vô địch á. Nó chứng minh luôn. Bắt đầu có những tiếng roll rồi.
tiếng rôn vào khung mid đồ, nhưng đây là tình huống mà đang ném đồ ra để ăn đi vị trí thì anh chọn Leviathan vô định mà em. Còn hết nữa đâu, đang bị cô lập rồi, nhưng càng càng có một tiếng cover tốt khi hạ gục được Benji. Mức cầu máu rồi, càng càng rất yếu nhưng không nằm, đó mới là vấn đề. Còn đây thì bị quét trúng từ bù có và sẽ là chạm mặt giang hồ ở ngay phục cửa Bimen thôi. Càng càng cầu máu nhưng vẫn làm dân đổi mạng một tổng là triple kill. Qua ra kill cho càng càng dù vật liệu của A với chỉ 5 máu hay không đây. Người cuối ở B càng càng biết điều đó. Và bây giờ thì súng lên. Và bây giờ thì lao lại hút lại cho càng càng. Đó đây, dành cho càng càng với chỉ 5 máu thôi từ chúng ta rất sớm. Mà mày các càng đoạn này đứng lên nghe rõ luôn, cheers for me, cheers for me. Thật sự đến đối mình nghĩ nhá, bây giờ nhá, cuộc sống của những cái thằng này bây giờ ấy, ở Trung Quốc ấy, nó như vua luôn ấy. Bây giờ mà, mình nghĩ là cái hôm mà sau trận chung kết ấy, mà cái livestream đầu tiên mà Cang Cang bật cái livestream lên ấy, thì mẹ đôi khi được donate tiền tỷ mất. Cũng như Smokey đang đi bài tờ bên phía cánh phải của bản đồ. Nào đẩy vào bắn nhau, Minibu vừa bị phát hiện. Đang muốn vào bắn nhau luôn tại cái khu bom sai này, rất khó chịu để tới cái viên bên phía BDG. Và bây giờ thì một người ở bách sai. Tầm này đúng là vị vua muôn đời rồi đấy. Vị vua muôn đời luôn á. Rồi bật tên lửa nhưng Minibu vẫn kịp phá của Nobody kia. Nobody là người cố mạng của anh chàng Minibu trước. Và bây giờ thì Spy cũng đã được đưa về khu bom sai A rồi. Bom sai A có Benji Fitchy ở đây. Benji Fitchy đang phải quẩy một mình đơn phương độc mã đến từ Benji Fitchy. Đối phương đang bủa vây anh ta. Chụp ảnh được càng càng thì cũng có làm được gì đâu. Đối phương bây giờ nắm hoàn toàn thế trận ở bản đồ thêm Sunset này. Một thế trận nghiêng hoàn toàn phía ADG rồi, nó khác hẳn so với cả map trận đầu tiên. 10 seconds left. Gần như là được làm mọi điều mình muốn đến từ ADG. Bao giờ Vic mới đi champion anh ạ? Hẹn em năm sau. A lùng, B cũng lùng, mid thì cũng mid cũng không giữ được. Thế bây giờ Sunset này thì team Heretic còn gì nhỉ? Cố gắng anh em có giữ cục con rồi. Thực sự bom sai bây giờ cảm giác như cũng là quá sức với Heretic mất rồi. Thưa anh Huy Lô Vàng. Dạ. Anh nghĩ rằng kiểu gì cũng gặp mà, không đi để bắn thì mình đi để xem mà, kiểu gì chẳng gặp. Nobody, vâng một con drone, như thế bu rồi, chụp được ảnh với Market luôn. Lại là một rổ thông tin mà vị trí của Nobody đem về cho đội của mình. Cái gì thế này? Nó thì lại đang chiếm mid luôn. Bu là người cho Omen bắn Operator trong một round thi đấu. Hapai đến từ các đội viên mềm của team Heretic. Hapai với Lục. Trong tuần này họ bắn khủng bắn điên mà anh. Còn ý nghĩa gì đâu. First half đến đây là toang rồi. First half đến đây là toang rồi, cố gắng. Bị dính trap, chậm lại một nhịp, càng càng lại ui. Càng lên. Làm được một, nhưng cùng một round Simon cũng bắt được cả Minibu nữa. Good chỉ kịp đổi mù thôi, và như vậy là không đủ. Sai cả mình rồi. Và Rien bắt thêm cả đó là sai hơn nữa, bất ngờ thì cái cơ hội thắng đang đến nhưng đó lại là Nobody đổi mạng của Hút mất rồi. Vẫn chỉ là 2-2 thôi. Bắn thử đến update từ tên bù và không còn làm lại nữa thì đây có quả sốt cũng trả thêm cả flash đến từ vị trí của Smokey. Đang lùi đi được rồi, nhặt lại được trái Spy có thể di chuyển về A đến từ các thành viên bên phía team EDG. Và bây giờ thì Nobody phát hiện ra khẩu Operator ở đâu rồi. Rien làm gì đi, Rien đang móc vào bom tay A. Smokey cần phải có phòng bị trong tình huống này. Bu hạ không được Nobody rồi, chỉ còn lại đó là một mình Smokey mà thôi. Thời khắc để Smokey tỏa sáng là đây. Vâng, Smokey làm được hay không hay sẽ là đầu tiên đấy. Nghe thấy rồi, nghe thấy tiếng của Bu. Nhưng góc cơm này thực sự là quá đẹp. Bu thực sự là bắn trượt khó hơn cả bắn trúng. Nào Bu ơi, nhìn rồi. Hà Minh đổi vị trí thôi, vẫn đẹp, vẫn làm góc kia đẹp. Và chiến thắng đầu tiên cuối cùng đã có dành cho bên phía team Heretic. Chiến thắng cũng có phần là nhọc nhằn. Thế nhưng mà nhìn lại đi, khởi đầu chiến thắng ốp rồi như này cũng tình huống mà phút này cũng mình tưởng 9-3 này còn làm được, nhưng mà sau pha này tan vỡ luôn. Pha này mấy thằng EDG, set bài đẹp điên luôn. Đúng cứu họ. Ở đây thì càng càng set bài đẹp điên luôn á. Cái tiên chất nảy ra. Không làm gì được cả. Lao vào và quét luôn được elbow đến từ càng càng rồi. Trong sai còn một, đó là Benji Fitchy. Có khi lại nó phá ghe. Đúng là phá tôi còn sống. Chúng ta sẽ quay trở lại thôi. Quả này của Smokey à. Không biết anh Bắc có nghĩ vậy không? Ui, mà quả này của Smokey bắn vãi lều. Nếu mình không nhầm là quả này. Nobody có đi ngang của Benji Fitchy như chưa từng quen rồi. Và bây giờ thì nhìn thấy rồi. Ở trong bên một góc bắn cơ skill. Cái là người đã tỏa sáng ở Smokey. Chichu một máu vẫn đang gây ra rất nhiều sát thương ở đây. Spy đang rơi. Nhưng bây giờ Chichu nằm xuống rồi. Minibu đã đánh về hết backside. Nhưng vẫn còn Smokey và Smokey vào một bu. Minibu đổ lại bằng quả này. Đang cố gắng hạ Spy xuống nhưng Smokey đang bò vào rất gần trái Spy này.
5 viên đạn không dám thay đạn đến từ vị Smoky. 2 viên, 2 đầu anh lúc này kia. Lại đi qua nhau như chưa từng quen rồi. Nhưng bây giờ Smoky nhìn thấy rồi. Trông mặt, trông mặt càng càng à. Các cháu vỡ trông mặt càng càng kiểu kiểu hớn quá. Làm gì đây Simon ơi? Trước đó thì càng càng đã nằm mất rồi, nhưng bên kia thì đang quay thương binh hạng nặng, một trái phát trả ra, nhưng anh ta vẫn chưa giúp được. Thì xong thật mà. 34 máu còn lại thôi. Đồng đi cần cứu đây. Đồng đi có một và chỉ là một thôi. Bu và hút đều lên cũng chỉ kịp phản một. 3 đánh 1 và Smoky thì đang back về từ cục platform. Lại là Smoky, người clutch ở trong dãy. Vì có thể nào anh ta đang phải đợi. Có những tiếng động đã được tạo ra rồi và bây giờ Smoky. Quả này cũng gần đấy chứ. Quả này cũng gần đấy nhá. 7 máu. Đừng bảo tôi là clutch được. Vẫn còn nhiều đồ, vẫn còn nhiều đồ. Phát trả ra mù luôn một. Giờ chỉ là một round đấu mà các thành viên bên phía của EDG họ đang muốn làm gì đây? Họ đã mất đi Nobody từ rất sớm rồi. Chichu thì là người giữ chắc tại khu vực B-Main. Đẩy mid-chay đến từ Kang Kang cũng như là Simon rồi. Có người kê đó Smoky. Muốn bắt đi vị trí của Deep Fighter là Benji. Nhưng vấn đề là Benji vừa bắt được Smoky rồi. Tôi dòng Simon cũng lên bản. Kang Kang ơi, Tiểu Khang. Tiểu Khang đã qua được rồi. Nhưng mà trước mặt Tiểu Khang đó là một cái bẫy dây. Kang Kang bắt được vị trí Benji, bẫy dây thì hết rồi. Nhà súng gai, nhà súng gai. Đấu rất khó được clutch dành cho Chichu cũng như Kang Kang. Ít nhất là thu được khẩu Garden rồi. Và sẽ cân nhắc là đi giấu khẩu súng này. Chấp này. Garden này. Minibu rồi này. Và có choáng nhưng Minibu chỉ cần một viên thôi là không, trung học. Và Nobody còn vừa spam vào mặt vị trí Minibu qua thùng kìa. 51 HP là... từ rất sớm. Đừng bảo với tôi là comeback đến đây xong thua mấy khẩu serif nha. Mới chỉ là những bước comeback đầu tiên thôi. Đây à? Trao yếu tiền ở đâu này à? Benji, Kissy tiếp tục bị cầu máu bởi một cái chốc đạt của đối phương. Nhưng Chichu thì lại không thể đẩy qua được cái bẫy này. Chắc là cũng không cần đâu, anh ta chỉ cần kê đường back về đối thủ thôi là đẹp lắm rồi. Đã quay được lại đối thủ ở trong khu bi bên. Và bây giờ thì Chichu, đối phương đang đẩy qua kia. Chichu có được mạng đến từ vị trí Rien rồi. Nhưng Good có double kill, Good có mạng thứ ba. Và bây giờ thì càng ra ngoài phải. Ra ngoài. Chỉ còn lại một mình Bu mà thôi. Người đi lớp Ultimate có thể nhặt được chest fight này. Vâng, người đi lớp mà nên nhớ nha. Chỉ còn lại đó là sau. Đây ạ. Rồi những đam của Simon là những của Chúng ta cũng đã khá là quen với team comp các thành viên của EDG rồi. Lại là Clove trong tay của Smoky. Và khởi đầu càng càng lại là cái đền đẩy. Thậm chí cũng có những bài đẩy từ khu vực ông Saipi. Nhưng TH là những người làm tốt hơn trong việc phòng thủ. Họ bắt bài. Quả này cũng kỳ cơ. Quả này cũng kỳ. Đi vào B kiểu không hiểu luôn, mình không hiểu vì sao luôn. Thật sự là quả này mình không hiểu vì sao mà Heretic di chuyển như này luôn. Mình thật sự luôn mình không hiểu là tại sao luôn á. Mày tự dưng hai người chạy vào B xong hai người chạy ra A. Sau cuối cùng chết mất mạng, đang có lợi thế 4v3 không đi cùng nhau, không đi cùng nhau, clear bắn nhau cùng nhau. Lợi thế hơn người không thích. Lại chạy hai người vào B xong rồi lỏ mất một. Xong một người bị kẹt chết, thua. Không hiểu. Họ bắt bài được rồi, nhưng đây là điểm cứu. Minibu đang là người kẹt lại. Nobody ở đâu nha và giờ thì càng càng khó hiểu ấy ổn. Bắt yếu và trong sai. Cảm giác như kiểu là cái trận này Heretics ấy, nó những cái quyết định mà Heretics đưa ra nó không được gọi là hợp lý cho lắm, với cả nó không được sáng suốt như những trận trước đấy Heretics bắn. Có thể là trận chung kết này như mình nói ấy, thua chung kết nhiều quá rồi ấy, nên bây giờ là tâm lý ấy. Quả này Nobody bắn vãi luôn. Thắng đau lục đúng không? Thắng đau này thì phải. Hình như là Heretics thắng đau này xong lại thua tiếp. Đéo hiểu. Và có vẻ như họ đang chờ những tín hiệu đầu tiên đối với chiến đấu Bu. Một con mắt quỷ. Ngay lập tức đang có những sự phản kháng từ đội hình bên phía Aerox Gaming. Đó là một cái địa chân tới từ chính của Simon. Thực chất đây chỉ là một bài fake. Ôi. Ôi, khó rồi. Thật sự cover quá tốt tới từ vị trí của Wood. Càng càng đã phải nằm. Một khẩu súng lớn đã rơi. Thậm chí tình huống spam vừa rồi nó còn trúng vào vị trí của Chichu cơ. Đẩy được hay không đây lại để bị thua một khẩu classic như nào đây. Nobody. Bắn classic rất ghê tay đến từ các thành viên phía đội hình của đó là Heretic. Và giờ trong xa Smoky lock được vị trí của một player bên phía đối phương. Nhưng vẫn còn lo những player đứng sau cơ. Phải xử lý ra sao đây. Một stun bên trên cùng Gavin.
đang bỏ chạy đến từ Minibu. Và một mạng là có nhưng nó dành cho Benji. Trời ơi, khẩu phân tâm thực sự nó quá tai hại. Một chiến thắng chăng? Và khả năng rất cao rồi, chỉ với 5 viên đạn. Khó dành cho Chichu. Người được thí ở đây sẽ là vị trí của Minibu, thậm chí là anh ta không còn nào nằm xuống. Thôi, xong thua này. Xong ra sau thua tiếp. Mày thắng được ra trước gì để xong thua tiếp ạ? À? Nhìn trông chán quá. Trước đấy Heretic thắng team nào ấy nhở? Gọi là riêng biệt, không có sự giúp đỡ. Đây thì cũng đổ ra để bắt nhau. Như là họ không ego pick, họ có sự phối hợp. Nhưng mà nhìn chung thì đó thì đấu vừa rồi Heretic quá hay. Leviathan à? Như vậy mà thôi. Mình có xem trận Leviathan với cả Heretic. Thắng map 1 xong rồi thua 3 map sau rồi phải. Đó lại là vị trí của Kang Kang. Đủ thời gian để cho Kang Kang đi móc, cùng với đó là Nobody. Lại là Nobody. 2-0 thắng 3-1 à? Đó là 3-0, chỉ số kill ở thời điểm hiện tại. Một chút gỡ gạc lại tới được vị trí của Bu, nhưng trong một sai cần phải làm điều gì đó. Đó là 2 điểm kill gì cho Bu, BNG cũng có mà. Nhưng triple kill gì cho Kang Kang rồi. Tốc độ chạy là rất cao, Kang vẫn đang lướt đi. Nobody ở ngay phía sau lưng, và đó là chiến thắng tiếp theo dành cho các thành viên bên phía của Edward Gaming. Phát đấy anh nghĩ một phần là cũng là lỗi của Benji Fishy nữa ấy. Anh nghĩ là một phần là lỗi của Benji Fishy ấy. Như anh nói ấy, anh cảm giác trận này Benji Fishy nó quá nhiều sai lầm ấy, với cả nó quá cương ấy. Cái nhiệm vụ của một con Sentinel, Benji Fishy quên mất cái nhiệm vụ đấy ấy. Còn kể cả nếu mà muốn đi vào sâu vào trong sai cùng đồng đội ấy, thì đặt cái trụ súng lùi lại một tí ấy. Đặt cái trụ súng xong rồi để nó ngủ. Thế thì đặt làm gì? Thì hôm qua mình nói với các bạn ấy, hôm qua mình stream mình bắn rank ấy. Hôm qua mình stream mình bắn rank, mình pick Cypher ấy, xong mình bảo là mày Benji Fishy bắn như Benji Fishy mà pick mọi thứ. Benji Fishy nó không nhùng đâu, nó sẽ pick mọi góc à. Như là Chichu. Càng cũng chỉ thiếu Asphalt vậy ọp chán VL so gì với single. Thiếu đúng một cái chấp nhảy thôi và lớp tường bật lên, đó là một cái timing đẹp dành cho Chichu. Một mạng ngay lập tức trả ngược cho mình một cái Baronia. Bạn mới xem Valorant trong năm nay đúng không? Làm sao tiếp cận được Bomsai A? Bomsai C trước đó cũng đã mất đi quyền chủ động của mình, tạo ra một vài những sự động tĩnh tại khu vực cửa xoay, lộ ra thông tin tại khu vực Bomsai B. Và chúng ta nhìn thấy Simon, anh ta đã có đối thủ ở trong tầm mắt của mình, nhưng thậm chí không dùng một cái địa chấn nào. Bù phải hài vãi luôn. Là hơi chủ quan quá hay không đây, nhưng một cái dư chấn đã đủ để bắt được vị trí của Bù. Mất đi Kang Kang nhưng đổi ngược lại thì Chichu lại đang tỏa sáng ở trong round thi đấu này. Một cái triple kill dành cho Chichu và đảm bảo là chiến thắng sẽ đến với các thành viên bên phía của EDG rồi. Một cái bánh trưng tới 4 người quây quần ăn như thế này thì chịu rồi. Làm gì có cái phần nào dành cho Benji nữa. Kêu đa là những turn spam mà thôi. Trả ra cho mình một turn đồ và ngay lập tức Smoky có một, nhưng lộ ra vị trí lần thứ hai thì ngay lập tức Rien với Minibu đang khiến họ phải thắng ra này thì phải. Chichu đang bị lúa phải bỏ chạy ra khỏi sai. Nhưng liệu anh ta có được mạng tiếp theo hay không đây? Ulti được cắm ra tới vị trí của Benji Fishy. Vị trí của Wood sẽ là người cố gắng tham mình, sẽ cố gắng khôn khéo trong pha này. Nhưng Chichu quyết định sẽ xử lý an toàn và đang có một nhịp dư chấn để có thể câu giờ. Nhưng đấy, pha dư chấn này không thành công và vẫn sẽ đặt được spy đến từ bên phía đội của team Heretic mà thôi. Một trái spy đẹp. Tuy nhiên với việc mà Rien không có súng thì anh ta đang quyết định là bắn ở khủng bông sai. Một tốc độ chạy quá cao tới vị trí của Kang Kang. Một khẩu Serif là không đủ để ngăn chặn ở trong tình huống này. Hiểu được ý đồ của đối phương, đục tốt tới vị trí của Benji. Đi qua sẽ có đón đầu từ Hood. Rất khó, Simon anh ta cố gắng lựa một vị trí gọi là cứu spy. Nhưng lại không phải là một vị trí. Trẻ nó bắn mới kinh anh ơi, vài năm nữa phản xạ chậm hơn tay Jun không ác như bây giờ được. Mình nói thật với các bạn luôn. Các bạn đang dạy mình à? Mình không hiểu. Các bạn còn đéo thi đấu mà các bạn đang dạy mình luôn đấy à? Nhưng đó là những... Mình cũng đéo hiểu lắm. Nếu mà các bạn cứ nghĩ là cứ tuổi càng trẻ càng thắng ấy, các bạn lấy con mẹ 5 thằng 18 tuổi về mà chơi. Lấy con mẹ 5 thằng 18 tuổi về mà chơi, cần đéo phải lấy những người lớn. What the fuck? Các bạn có biết là các bạn khi mà các bạn trẻ, các bạn có phản xạ, các bạn có tất cả mọi thứ, nhưng đồng nghĩa với các bạn ngu không? Vì các bạn nói là ngu hơi quá nhưng nó là không có kinh nghiệm á. Các bạn nghĩ là mày lớn lên được 1-2 tuổi là phản xạ của bạn sẽ tự kém đi, chậm đi luôn hay như nào? Các bạn chơi game các bạn chỉ cần phản xạ, các bạn đéo cần kinh nghiệm à? Các bạn đéo cần trí khôn à? Lấy con mẹ năm thằng bắn rank 18 tuổi mà chơi. Sự cover rất tốt tới từ vị trí của Minibu.
Không có một pha đổi mạng nào ở đây cả. Nobody cũng như là PNG cũng chỉ lườm nhau một cái và sau đi về thôi. Bóng sai xe Smokey cũng đã đẩy 1, 2, 3, 4 lần cho những đợt tap của Smokey đều không chính xác. Tối em vui, chiều ngồi xem không? Lại là cái tên Chi Chúa. Ây, đéo mất máu nào luôn. Ây không? Hết nước chấm luôn. Một cái ấy sẽ là trọn vẹn nhất dành cho Chi Chu và đó sẽ là một cái ấy. 6 round thi đấu, 6 kịch bản khác nhau. Pina này, mẹ béo không? Ngồi cạnh thống khác số 10 không? 1 và 0. Này, nó có thực sự. Thôi, sai rồi. Không đây. Một điểm chiêu cuối chay. Chắc chắn là thông tin bóng xoay A nhưng Chi Chu lại dạt ở trong turn thứ 2. Có vẻ như là hơi vội vàng, Simon sẽ là người sửa sai. Nhìn anh ta dính một cái paranoia, anh ta dính thêm cả một cái tên lửa nữa thì đúng là hơi khó. Và một đây rồi. Quỷ lỗi tới vị trí của Nobody. Heretic bây giờ đã giữ lại được thế trận dành cho mình. Cái pha nằm xuống của anh chàng Chi Chu nó là khởi đầu của tất cả những sai lầm về sau. Sự sụp đổ. Một hiệu ứng domino thôi. Chi Chu có một điểm chiêu cuối quá hay. Đúng, thông tin có. Nghĩa là 30 giây khi mà anh ta dùng cái điểm chiêu cuối của mình, anh ta có thể biết được đối phương đang không có bất cứ một ai khu vực OCC. Vậy thì chỉ có thể là A hoặc là B thôi. Những cái động thái nhảy, những cái động thái nhiều lồ. Thực sự luôn, một lượng lớn những trang bị đều đang được trả ra. Đây không phải là một tựa game bắn súng nữa rồi. Đây là phim trường. Tuy nhiên mới chỉ có một người phải nằm xuống thôi. Và mãi cho đến một giai đoạn sau chúng ta mới thấy Chi Chu lại là cái tên được lựa chọn bên phía của EDG. Vậy là trao đổi 1-1. Cả hai rút lui về, không một ai còn nhiều những lượng utility nữa. Nhưng về cái lượng máu thì hãy nhìn Wood cũng như là Moody. Với những con mắt quỷ của anh ta là vằn, thì bên phía đội hình của Heretic mới là những người thiệt hại nhiều về cái lượng HP hơn. Nhưng một lần nữa chúng ta nói lại về utility đúng không? Họ đang có cho mình utility. Hai ông một máu. Họ có cho mình utility của anh chàng Mu. Và nếu họ execute được trong sai, họ sẽ có cả chút utility tới từ anh chàng EM. Phải thắng này. Tuy nhiên phải hút làm. Chỉ cần một cái đại địa chấn của Simon thì mọi thứ có thể sẽ shut down hết toàn bộ nỗ lực của đội hình Heretic. Smokey. Smokey nằm xuống thế này là báo đời bị chịu Khang Khang rồi và đẩy ra bằng nhau luôn. Khang chỉ kịp đổi một. Tôi gọi tên Simon nhưng mà Smokey lại hiểu nhầm là sai lầm. Không có bất cứ một điểm kill nào cho phía không gian của Smokey. Và Khang dù có xuất sắc đến mấy đi chăng nữa cũng chỉ đổi được một mạng mà thôi. Hãng sáng ngay lập tức được sử dụng tới từ Rien. Cứu cái đéo ở rau này ta. Simon cũng không muốn sử dụng điểm chiêu cuối của mình. Đi retake mà nhìn thấy cái Viper Pit này lười vãi. Người có tốc độ tốt nhất sử dụng tầm này nó đâu ý nghĩa gì đâu. Đúng. Khang Khang nằm rồi. Cố gắng spam thôi. Nên nhớ vẫn còn một con mắt quỷ trên người của Nobody. Sẽ là mắt quỷ check ở vị trí nào đây. Không tìm được một ai cả. Xếp thôi. Với lượng tiền này thì không có cơ hội nào dành cho các thành viên bên phía EDG nếu như họ quyết định chưa retake. Và mặc dù như là EDG đã bắn cho các bạn khán giả thấy đang bay như thế nào thì Heretic vẫn chứng minh đó là họ hoàn toàn có thể làm điều ngược lại. Tỷ số sẽ được cân bằng là 4 đều. Mẹ mày cảm giác đi retake. Mẹ mày đi retake cái Viper Pit đi vào trong đi vào vừa phải đi tìm địch xong rồi vừa bị giảm máu các kiểu trông lười á, nó đéo hiểu. Thêm một lần nữa Smokey vẫn là người chơi được giữ khu vực bóng CC, thậm chí đây là một lối chơi solo bóng CC ngay. Ôi rồi. Thế tốt rồi. Ổn rồi. Ổn rồi mini bu ơi. Mọi thứ đã quay trở lại. Sàm điên. Refi. Cày ớ. Thì mini bu là người đã lao vào những viên kẹo đầu. Và sao anh không biết đâu, anh thấy nó bình thường. Không đi đặc biệt lắm. Ra 1 2. Có một cái địa chấn rất đẹp để Smokey tiếp tục lần ở bên trong làn khói này. Tuy nhiên thì Hood lại tìm thấy được vị trí của Simon. Lại là một pha bắn lỗi nữa từ các đội viên bên phía EDG. Nobody là người được gọi tên. Càng càng một chút vấp cỏ rồi. Tại sao giơ tay trước đối phương vậy? Cả hai đều còn một máu. Một điểm chiêu cuối với cái tầm ảnh hưởng. Quả này rồi. Quả này càng càng khổ vãi luôn. Không có được bất kể một âm thanh nào thì làm thế nào để các bạn biết đối phương đã ném cho mình một trái nano swarm đây. Ảo mộng tốt. 2-2 được đưa trở về là 1-1. Lỡ chê Smokey nhưng giờ đây anh ta đã hồi được cho mình cả một cụm giáp rồi. Súng dưới chân không đổi quyết định dùng classic khi biết đối phương bên kia chỉ còn 30 máu. Còn Bù lặng lẽ rời khỏi khu vực bom sai. Bú đang quyết định là bắt bài trong một góc kê của Smokey. Còn Smokey lại nghĩ quá nhiều. Anh ta đang hy vọng rằng là Bú muốn quay trở về khu vực bom sai A ư. Smokey có lẽ vẫn sẽ quay lại check lại waterfall thôi. Và trong tham minh đó thì Bú anh ta sẽ làm gì? Chỉ còn là vấn đề thời gian 14 giây. Smokey biết rằng Bú không thể đi được đâu nữa rồi. Bắt đầu đặt trái spy.
đặt xong. Áp lực thời gian bây giờ được đặt ngược lên vị trí của Smoky. Và chỉ còn là vấn đề timing mà thôi. Và đó là bù chiến thắng đầu tháng thứ 5 cho Heretic. Bù hơi gay gắt trong tình huống xây Odin của mình. Ở phía bên kia Nobody cũng chỉ còn lại 32 huyết rồi. Chạy rồi. Tầm này một máu rồi. Thêm một viên đạn là nhót. Đứng lại Odin gọi tên một phát nữa thôi là cũng đi. Tầm này em nghĩ nhá. Ném khẩu Vendo cho chị. Bình luận viên chán á. Mình thấy ok mà. Thế là yên tâm nhất. Nhưng mà thật ra Chi Chu đang bay. Anh ta bắn khẩu nào thì cũng ghê luôn. Giữ lại đi, sau quả A là cũng đang nhót rồi anh Lý Thích ơi. Các bạn là chết nhiều quá. Toàn bị first death đâm ra là cũng không được tiếp tục chơi game. Tuy nhiên thì các thành viên bên phía team Heretic họ lại đang có những lần chiếm. Không, như là mình thấy bình thường không có gì để khen mà không có gì để chê lắm ấy. Kiểu bình thường á. Cũng có một vài những sự đáp trả thật đấy. Những lượng máu bị tổn thất từ Chi Chu là khá nhiều. Và đây mới chỉ là một huống 2 đổi 2 mà thôi. Upgrade được cho một khẩu Vandal. Vẫn đang là 3v3. Và Smoky có ulti để có thể chơi ở trong tình huống round thi đấu này. Anh ta hoàn toàn có thể là người first contact. Nhưng người first contact đang là Nobody. Và Nobody không ăn được ai cả. Smoky ăn rất nhiều đam đến từ quả nết. Và anh ta sẽ bước ra từ cùng ceiling như thế nào đây? Một mạng cho Smoky. Tramper không thể có mạng thứ hai. Smoky bật cho mình cái bất diệt lên. Và giờ sẽ đối mặt với các thành viên bên phía đối phương như thế nào? Quả này Chi Chu à. Và giờ người móc máy làm cả đôi. Và đó là Chi Chu. Và đó là Chi Chu. Game này timing đẹp điên luôn. Nhưng khi mà một lần nữa lại là một động thái chiếm khu vực Arapo, cả hai đều có những dịch chuyển người gặp khó đây đang là vị trí của Wood. Nhưng trước khi nằm lại thì anh ta vẫn kịp thời đem theo vị trí của Kang Kang. Lợi thế lại dành cho EDG. Chi Chu hoàn thiện điểm kill của mình. Chi Chu ơi, ngày hôm nay tôi cũng đây là trận thi đấu mắc thi đấu đầu tiên tôi bình luận rồi, nhưng mà tôi cũng bắt đầu mỏi mồm với gọi anh chàng Chi Chu rồi nha. Hơi mỏi rồi. Và giờ Benji quyết định là sẽ làm cho tôi không mỏi nữa bằng việc là đổi nhân vật và tôi sẽ phát âm. Benji Fishy là người đặt cho mình cái cầm chân. Nói chung là khi mà xem caster ấy, mình không thích kiểu caster đập kiểu, vì caster là có góc nhìn hết mà, mình không thích kiểu caster gọi là đặt câu hỏi về những pha xử lý của player cho lắm ấy. Nhưng mà phát vừa rồi mình nghĩ là cũng chấp nhận được. Bây giờ mới... tại vì hết round rồi người ta cũng chỉ gọi là tạo chủ đề thôi mà. Đề cập đến một khẩu Odin trong tay của Bu, đây là một khẩu súng có khả năng đục. Và đội hình bên phía của EDG cũng cần phải dè chừng đôi chút khi đối đầu với một khẩu Odin. Hãy nhìn cái lượng đồ còn lại đến từ vị trí Simon, còn nguyên hai trái flash nha. Flash không phải là thứ quá nguy hiểm thực tế. Chúng ta đang nhìn thấy những tình huống đục và điều mình đề cập tới đó là một khẩu Odin nó hướng thẳng vào vị trí của Smoky. Ui, ngồi góc lỗ thế. Quá tự tin rồi. Góc bên đấy. Quá nhiều smoke ở đây. Một chọn đầu lộ ra trước vị trí của Rien. Anh ta bị bắt lại bởi Simon Benji. Quả này cũng gần vãi luôn. Khít vãi luôn. Khít cho mình một trái Nano Swarm light up. Nano Swarm đến. Những đối phương đã gỡ được một nửa trái spy. Nhưng nhảy xuống tình huống này thì lại phải chạy lên. Thôi xong rồi. Một nửa spy thời gian là không nhiều. Quyết định khít vãi. Thành công, người Ghost Spy bị hạ gục. Round thi đấu cuối cùng, toàn bộ những cái lượng tiền bây giờ đều đã được sử dụng cho những khẩu súng lớn. Tuy nhiên có một vài thành viên bên phía của Edward Gaming bây giờ không có súng. Simon đang gặp những sự đe dọa từ đối phía đối phương. Một trạng thái quá tải được đặt lên, Chi Chu lại là người Zach con pha này mình nhớ mà, Zach vai luôn, con tướng. Con mẹ mày. Con tướng Zach vai luôn, con mẹ mày. Rồi quay trở lại trong hiệp thi đấu thứ hai, vẫn là một tỷ số 6 đều thôi. Lợi thế bây giờ chưa dành cho bất cứ đội tuyển nào cả. Đủ súng rồi, vậy là Kang Kang sẽ để lại khẩu boss cho vị trí. Mình biết là cũng không phải là do tướng mà Kang Kang bắn mày hay đâu, nhưng mà con tướng này nó thực sự nó xác vãi rồi. Mình nghĩ là cái chạy nhanh cũng được, nhưng mà cái tỷ lệ 100% chính xác ấy nó thành ra nó bị kiểu bị rác ý. Vâng, những ngày hôm trước thì cứ mỗi lần mà Smoky anh ta cầm cái khẩu Frenzy này thì anh ta sẽ tát vào mồm tôi một cái. Thì tôi sẽ nghĩ là Smoky sẽ không làm nên điều gì với khẩu Frenzy trong cái thế trận bắn pistol như thế này. Nhưng Nobody ác quỷ. Nobody quyết định là kéo toàn bộ sự chú ý của đối phương bằng việc di chuyển cùng xe. Xong rồi ulti bắn 3 phát mồm là chết luôn mà. Không, khỏe vãi lều. Anh ấy 666 chỉ số em ạ. Ác quỷ. Ác quỷ là có thật. Ôi. Cậu Bê vẫn còn đang bận điều khiển trái bóng khu vực waterfall ở trang đây. Trong khi Hút lại phải gánh. Tuy nhiên thì người đội trưởng là Bu bị bắt bởi cái tên Kang Kang. Hút vẫn... đấy cũng là cái mình họ thắc mắc ấy, không hiểu là vì lý do gì mà Heretics quyết định bỏ gần như hoàn toàn tất cả các map bắn Neon thành con Raze. Như kiểu map này là map Sunset này là hay bắn Neon mà bỗng dưng bỏ hết. Smoky không thể vượt qua được mini bu nhưng với lượng đồ setup như vậy thì Killjoy hay là Viper có thể chấn giữ được khu vực bom xe một cách an toàn.
tối ưu được lượng sát thương từ Nano Swarm, mây độc và có thể cả Snake Bite. Vậy thì Bosea cũng cần phải làm một điều gì đó. Có lẽ là Wood cũng bắt bài được vị trí của Kang. Chỉ đáng tiếc là đối phương có những góc kê đẹp hơn so với pha đẩy của Wood. Và đây sẽ buộc phải là một tình huống xử lý hay đến từ Bu, hoặc không là không hay nữa rồi. Bị quét đã lộ rồi. Và Mini Bu sẽ phải cover, nhưng Mini Bu cũng đang bỏ chạy để lại người anh của mình. Giờ thì và không có anh em gì hết. Chả có anh em gì cả. Thậm chí là em cả. Cũng đi luôn. Bởi vì cả anh cả em đều đi. Dạo này em bắn Valorant xong bị nhức cổ tay là có sao không anh? Nên đi khám sớm đấy em ạ. Đấy là bắt đầu dấu hiệu ạ. Trước anh cũng gọi là thi thoảng nó nhói nhói ấy, xong anh cử động cổ tay nó kêu, nó có vài tiếng kêu ấy. À, nếu mà cơ thể mình mà báo hiệu gì thì nên đi khám sớm em ạ. Bỏ đi. Tôi còn định nói rằng là tưởng tượng là các bạn đã đứng ở trong sai nên vừa bị điếc lại còn vừa bị... Mình xem rồi bạn, nhưng mình muốn xem ở trên stream nó như nào ấy. Mini Bu hết. Chết ngược lại luôn. Đến từ các thành viên bên phía đội hình của EDG với cái bóng đêm bao trùm trong tay của Nobody. Bây giờ anh ta sẽ cố gắng để giành cái điểm chiêu cuối của mình và có quá nhiều phạm vi ảnh hưởng với cái chiêu cuối này. Hả? Con tướng được buff thì ai cũng chơi được mà, ai cũng được chơi mà. Nếu bạn thấy nó khỏe thì bạn cứ chơi thôi. Đâu phải chỉ mình EDG được chơi đâu. Phải retaking nữa. Molly trên thùng nào cơ? À, các quả Molly của Sentinel hả? Không. Ít ra thì họ... Tất cả những cái đồ nào mà các bạn đặt ở những cái chỗ mà như kiểu là nhìn được này, phá được này thì đều được dùng hết. Ôi, để có thể tiếp tục full buy được ở trong round thi đấu này. Khá là gần đã có trên người khu vực bóng sẽ được một điểm kill nữa sẽ kích hoạt được cho mình một cái lõi giam cầm. Để kích hoạt được lõi giam cầm thì Benji cần phải sống và cần phải có kill. Cửa xoay ngay lập tức được mở như chúng ta đang thấy. Simon và Kang Kang. Mình nghĩ một phần TH, Team Heretics thua ở cái map này ấy, là tại vì để CC hở quá nhiều á. Hở quá nhiều luôn đó. Mini Bu và Wood bàn kế với nhau xong định làm một trò gì đây? Quyết định là sẽ cường skill với một trò đồng thời hạ. Pha này là pha Benji Fishy Ulti xong rồi chết lỗi này. Nhiều thông tin ở đây nữa thôi thì rất có thể sẽ là pha trả thù bằng cái ultimate tới từ vị trí của Bu, anh chàng Mini Bu. Nhưng Chi Chu đang chơi góc rất cẩn thận. Có một người ở gần đó là Wood. Open Thief. Ai sẽ là người chiến thắng? Đây đây rồi. Trả thù. Nhưng mà không chết ai cả. Một điểm chiêu cuối tôi phải nói rằng là đúng nghĩa là đi vào lòng đất tới từ vị trí của Mini Bu. Và Wood sau đó bị bắt lại một tham binh sai lầm và bắn lôi tới từ vị trí. Cái này thì họ sẽ không còn cỏ như vậy thì hơi đáng tiếc. Rien cần phải làm một điều gì đó. Đang cần phải hai điểm hạ gục thì sao? Và đó là tham binh của Rien. Nhưng bị địa chấn rồi, không được. Simon đổi mạng. Anh ta nên dành nó cho người đồng đội của mình. Nhưng cũng không làm khác được. Buộc phải là đổi mạng mà thôi. Chi Chu vẫn ở đây, TP. Ôi, tham binh sai. Đây, quả này này. Form Hero to Zero thì bây giờ có thể là Form Zero to Hero được mà. Những cái lõi cầm chân được là kích hoạt tới từ vị trí của cậu bé. Còn chỗ nào để đứng không? Còn chỗ nào để đứng không? Anh nhìn là không có đâu, Tobi ơi. Và Simon và đẩy vào tham binh một đầu tiên. Và đó là triple kill dành cho vị trí của Simon. 11 dành cho bên phía đội của EDG rồi. Nhưng cậu... Tôi tưởng phải là kệ luôn. Từ đâu đấy á, từ đâu đấy đấy, từ đâu này này là Simon bắt đầu chơi này. Có vẻ như đang dí nút, đấy là nút A rồi. Thôi xong rồi, giờ thì Simon có đại địa chấn. Và đó có thể sẽ là một dấu chấm hết dành cho các thành viên bên phía của Team Heretics. Tới từ Kang Kang, tâm lý đi lên. Và Match Boy cũng sẽ đến dành cho đại diện từ khu vực Trung Quốc. Lại là một tốc độ rất nhanh, khi toàn bộ khu vực đi lên cửa đây thậm chí còn chưa được phá hủy. Spy được thiết lập đẹp dành cho các thành viên bên phía EDG và Kang Kang bây giờ sẽ phải gánh chịu. Đó là một cái paranoia trước khi một tia chớp nảy gây choáng ở vị trí của Mini Bu. Anh ta đã có một khi lại là một thuộc flick hai mặt. Và Chi Chu đằng này cũng bắt được vị trí của cậu B. Thi đấu GG. Không, game này hay mà, trận bài này hay mà. Trận bài này rằng có ác luôn á. Chính ra cái map này còn hay hơn cái map 5. Đôi khi xem map này để xem map 5 ấy, map này mới hay nè. Dành cho đại diện từ khu vực Trung Quốc. Và với Team Heretic đang có một tình huống muốn chiếm của mình khu vực Bilong. Một mây độc ngay lập tức được trả ra. Và có vẻ như đó sẽ là một bài rush thẳng vào khu vực bông sai nhanh từ các thành viên đến phía của EDG. EDG đổi EDG. Có những flash, những góc kề đẹp hơn dành cho các thành viên bên phía của Team Heretic. Triple kill từ Benji. Map này đúng nghĩa luôn ý. Là nó răng co nhau từng ra một luôn ý. Mà thôi, Spy đã được đặt. Nhưng K cũng lộ thông tin của mình. Đã là endgame rồi. Gần như không có một cái cơ hội nào dành cho vị trí của Kang Kang nữa. Spy xấu cơ.
sẽ chấp nhận rồi. Đúng, vấn đề đây cũng là một trái spy rất xấu dành Nam cho này Cam. Ám ảnh em tới nỗi không cần xem cũng nhớ rõ. anh xem cái đoạn căng căng nhìn mặt nó buồn, nó quay nó bật anti là quay nhìn đồng đội ấy, kiểu buồn vãi, nhìn trông tội vãi. Với ra thi đấu này Hỏa Lực nhưng mà thật sự đây là một đây là map đấu thi đấu hay. Các thành viên team Heretic có lẽ họ sẽ cố gắng chất chiêu để là một người xem thì map này là map hay bất kỳ một lượng hỏa lực nào mà thôi. Còn với EDG mục tiêu bây giờ sẽ là làm sao đặt được cho những trái spy xuống, nhưng đây là một quả nết chết đôi đến từ Minibu và tiếp theo sẽ là mạng vị trí của Wood. Đổi một tới thì Chichu thì anh chàng Minibu đã phải bỏ mạng lại. Thôi giờ muộn rồi, để tối uống. Thực sự là giúp cho họ mang lại một kết quả gì hay không đây. Cố gắng bò đến từ Smoky, đi qua những làn khói, nhưng ngay sau lưng đang là Bu rồi và lộ. Nhưng mà thôi đến... Nhưng mà nói thì nói anh em ạ, mất cái này được cái kia, nhờ có map 5 mà căng căng phá được kỷ lục đúng không? Mất ngày được cái kia sẽ là người dành cho mình những điểm cứu cuối cùng. Đã có sai lầm đến từ các thành viên phía đội Heretic và họ đã phải trả giá. Một quả smoke là không đủ để giúp cho Rien có thể an toàn lùi về với việc đánh cắp trứng gà là viên Ultimate Orb ở tại cụm B main. Nhưng tại cụm Ruka này, với việc vừa mất đi lượng đồ đến từ vị trí của anh chàng Nobody, nó spam dính điên luôn á, nhìn là spam không trượt viên nào luôn á. EDG họ đang muốn lùi về khu vực B Garden để chơi từ B Garden vào và để lại một mình. Đó là Chichu ở đây. Quan trọng là vị trí của Benji chưa lộ. Bu là người đã trực tiếp phá hủy đi cho mình cái lượng đồ để hỗ trợ cho Benji trên khu vực Huka. Chichu cũng đang quyết định ngay đây. Đây là một trong những yếu điểm từ cả hai đội tuyển này, đó chính là với một Mirocom không có bất cứ bộ sentinel nào, họ không có khả năng kê móc. Do đó thì khoảng tham binh để có thể kê đẩy là cực. Cùng với tham binh Benji đã muốn đẩy và một người quay mặt, một pha đổi mạng tốt, Bu lại bắt được vị trí của Simon và qua đó lợi thế hơn người không còn và Kang Kang có mặt trong sai, nhưng Smoky lại đang đem cái bánh trung thu về khu vực bông sai A và Kang Kang làm tốt phần việc của mình. Ngay lập tức sẽ chỉ có một đường duy nhất tối đẹp cho Kang, chỉ cần Kang đổ xuống thôi. Dạ quỷ đang có những sai lầm và chắc chắn người phải trả giá là vị trí của Minibu. Còn lại Wood có thể đục được, hết đạn mất rồi. Chiến thắng trong bonus round chưa chắc đã dành cho thành viên bên phía của team EDG đâu nha. Spy nhưng động thái đục của Smoky làm lộ đi thông tin của mình. Đối phương cũng đục ngược lại. Ai sẽ là người tỉnh táo hơn? 7 viên đạn và đó làm khẩu classic tới từ Smoky. Thì đục liều vậy. Cả hai cũng nhận thấy dấu hiệu đối phương đã bắt đầu chạm tay vào những viên orb. Những động thái vào sai từ đối bên phía của team EDG đã trở nên rõ ràng hơn. Dã quỷ che toàn bộ sát thương cho Kang Kang, nhưng anh ta đang không còn nhiều máu đâu, vẫn ác mộng cùng với đống quả lựu đạn. Khu vực backside thì Minibu cũng đang phải spam lỗi này. Một hiệu ứng khống chế. Con này mà spam đặt được cái đạn, phá được con đạn, phá được con Wingman thì đỡ hơn rồi. Toàn bộ các thành viên bên phía của EDG sẽ chuẩn bị cho mình tuyến chơi post plan. Một mạng và đây là điểm đầu tiên dành cho vị trí của Nobody. Chichu cũng bắt được vị trí của Rien. Và Bu anh ta chỉ có thể đổi được một mạng duy nhất mà thôi. Lại là đẩy từ vị trí của Chichu, nhưng lần này là bắn lỗi rồi. Hai để xuất hiện trên cua. Trong khi đó khu vực Huka đã có những tình huống di chuyển tới vị trí của Minibu. Họ đang muốn có một huống phản công. Những pha chạy bắn đầu tiên từ Rien. Stinger quá mạnh ở trong khả năng chạy bắn của mình. Vậy là hạ gục được anh chàng Simon. Đã có những lợi thế hơn người. Những chiêu cuối đang rất gần. Nếu như Rien mà có một thrash, đây khả năng cao sẽ là một ultimate round dành cho các thành viên bên phía của TH. Một flash đẹp thêm một quả chiêu cuối từ Minibu, một flawless win luôn ư. Vậy là deny được flawless. Gớm nữa, mấy ông mà cứ chê Minibu bắn dẹt, chê Minibu bắn raise thì các ông chắc các ông chưa không nhớ mẹ mày hút bắn chung kết gặp Genji nó xích cho như gì. Gớm nữa. Các ông cũng chưa nhìn hút bắn raise rồi. Đôi khi hút còn đéo biết bay. Tinh thần của những người đồng đội lên. Hát vô địch thì Minibu cũng không được khen đâu, đúng rồi. Khi mà kiểu ghét ấy, người ta cứ kiểu vậy, người ta sẽ không bao giờ người ta khen mà kiểu sẽ gọi là hên hay gì đấy. Còn mà thua người ta sẽ tìm ra mọi lỗi lầm này nọ kiểu vậy. Với các thành viên bên phía EDG họ sẽ tạm thời kê lại thời điểm này. Họ biết đối phương như kiểu EDG ấy. EDG vô địch vẫn bảo là vẫn còn không chấp nhận mà. Cả một máu anh ta vẫn đang không được vị trí của Wood. Chiêu chút nữa thì giống như kiểu là EDG vô địch ấy. EDG vô địch thì vẫn có nhiều người bảo ăn hên một giải thôi, đâu lại vào đấy cái thứ bla 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 các thứ.
Giờ là lúc gì người ta mà chả nói được. Của Wingman, Dipsy, Mosfit tất cả đều có ở đây. Lớp tường tạm thời che phủ toàn bộ những cái lượng thông tin. Mosfit tránh cho đối phương có thể đẩy ra được. Và đây là một điểm chưa cuối từ bù đi ngay những nỗ lực đặt spy của đối phương. 10 giây còn lại. Đó là một quả bô ly nhưng nó lại chưa cháy tới được vị trí của Simon. Ngay lập tức một bóng viên bao trùm để trả vào khu vực spawn. Và BNG vừa rồi bị bắt lại bởi điểm chưa cuối của Kang Kang. Bù cũng đã lộ ra rồi và đó là Smokey kết thúc đi bù. Không còn gì bất ngờ khi Rien cũng đã xuất hiện ở đây từ trước đó. Ba thằng kìa. Và Rien một pha triple pick của đối phương như thế này sẽ không có bất kỳ một cơ hội nào đâu mà. Thì mỗi người chỉ cần... Thôi mỗi người chả cần làm gì, cứ thể bắn thôi. Làm gì cả. Nghĩa là top 3. Top 3 giải đấu. Trên mặt lý thuyết. Benji bây giờ đã lên được cho mình một tổ chức để có thể chấn giữ được khu vực chúng ta một cách an toàn. Và vậy ác mộng không phải là điều quan trọng thời điểm hiện tại. Phá hủy có chiêu cuối nhưng đó là chiêu cuối đẩy Benji vào trong cái thế anh phải bắn. Vàng đến từ nobody rồi, cái giá phải trả đắt quá. Có mất ý nghĩa là Zona đối phương thật đấy. Wingman. Giờ Rien còn thậm chí hạ gục được cả mày ăn miếng trả miếng từng rau một luôn á. Lớp tường này. Trời ơi, nghịch iPad ở giữa đường tới được người anh cả là bù. Nhưng cái bánh trưng đã rơi. Steve Bacon được kích hoạt để tăng những tốc độ di chuyển và dịch chuyển về khu vực vòng sai. Quan trọng là Wood chặn khu vực spawn làm gì ở Chi Chu ơi khi vẫn còn một người ở trong sai. Và bất ngờ tay lại bắn lôi. Chi Chu vẫn đang làm tốt phần việc và thậm chí là một pha flick. Không có cách nào ngoài việc đẩy ra phá trượt Dipsy rồi. Và thậm chí là một pha flick quá ảo từ vị trí của Minibu. Lại là một tình huống đua bích. Chiến thắng được giữ lại bởi các thành viên bên phía Team Heretic. Sai lầm nối tiếp sai lầm nhưng nó đến từ cả hai bên chứ không đến từ... Nghĩ phát này... Sao không đặt bom ở trong cái pit nhỉ? Đua bích chứ không đến cái khe cửa hẹp. Và thành công trong việc gây náo loạn trong khu vực B-side rồi. EDG lại có những bước đầu tiên đem trái spike của mình về với khu vực A-shot. Vị trí này tạm thời bị đe dọa bởi cái tên Minibu. Những dạng quỷ ở một thang minh quá đẹp. Họ biết ý đồ của đối phương. Minibu buộc phải chạy thôi. Và trong quá trình đó thì Hood cũng đã kịp thời hạ gục được vị trí Kang Kang. Có thể zone out được anh chàng Chi Chu. Bẫy ác mộng được ném vào. Chi Chu chỉ còn lại một máu thôi. Bị đánh bẫy ác mộng nhưng vẫn kịp thời vả thẳng vào bụng của Hood. Vẫn đổi được một. Vẫn còn hy vọng để cho bên phía đội hình của EDG có thể xử lý. Nhưng đây là một bất ngờ khi Simon. Cái map này cũng kỳ cơ, tại vì cái map này ấy, mình để ý là mấy cái đứa ở team EDG này ấy, nó chui vào trong smoke này nhiều cực. Nhưng mà bằng một cách nào đấy không một ai trong team Heretics để ý luôn đấy. Xảy ra vậy. 30 giây. 30 left. Toàn bộ khu vực cave. Nhưng cơ hội chỉ có một mà thôi. Outlaw hai viên đều tuyệt. Quá tai hại. Đối phương giờ ngay lập tức sẽ dùng công trình. Quả này mà không có Minibu chắc là thua rồi đó. Không thể expect đến thật, việc quả này mà không có Minibu được khi thua mẹ. Wingman bị phá hủy. Bắt buộc phải đẩy đối phương nhưng pick kích hoạt một cái chiêu cuối rồi. Không ai cả phải nằm xuống. Và đúng là không ai dính cho mình trạng thái thrash. Nhưng còn 5 giây thì làm gì kịp thời gian để đặt spy đây. Chỉ cần bỏ chạy là mọi thứ đã hoàn toàn là chiến thắng. Nhưng Minibu đang hoàn thiện cho mình một triple kill. Một số chiến tay chỉ là một khẩu sheriff mà thôi. Họ không muốn để cho đối phương có thể giữ súng. Như nhảy xuống 40 giây. Nói chung là hai team này vô địch. Team nào vô địch mình thấy xứng đáng mà. Nếu được thì mà bẻ đôi cúp là chia cho hai team cũng được. Đẹp nhất. Còn team nào vô địch mình thấy nó cũng xứng đáng mà. Sai thôi. Dipsy thêm cả chiêu cuối tới từ vị trí của Kang Kang. Tên lửa này nó sẽ hạ thẳng vào vị trí của Wood. Nhưng đó cũng là một tiếng đổi mạng trong nỗ lực của Wood. Một đổi một. Spy sẽ được đặt thành công dành cho các thành viên bên phía của Enra Gaming. Quan trọng là bên phía bên kia họ không retake nhanh. Đồng nghĩa với việc cái bóng đêm bao trùm. Rồi sẽ retake thế nào đây? Một quả nết được trả. Nết lỗi nha. Nết lỗi nha. Hai người mất sẽ kẹp chéo cùng nhau. Và giờ Minibu bị hạ gục rồi. Nhưng đó ba mạng liên tiếp dành cho team Heretic. Đổi một. Không thể đổi thêm. Đến từ vị trí của Chi Chu. Và đó sẽ là đạo thắng tiếp theo dành cho team Heretic. Và đang có ý đồ fake đến từ bên phía đội hình của EDG chăng? Spy đang kéo rất đông người về kép. Rất đông người về kép. Họ có thể kích hoạt hai điểm chiêu cuối. Một Thrash và một bóng đêm bao trùm. Những ý đồ của đội hình bên phía thì EDG đang là như thế nào trong trận đấu này đây? Một bóng đêm bao trùm. Và giờ thì toàn bộ những lượng thông tin của khu vực con xe đang khá là hạn chế khi họ đều bị ở trong trạng thái điếc. Đường Hookka, Hookka ở đây có một mạng cho Benji. Nhưng đó là double kill cho EDG. Triple kill dành cho họ. Đổi được một đến từ Minibu mà thôi. Còn anh chàng Smokey đã bỏ vào tới tận trong sai. Và Smokey sẽ hạ được cho mình trái spy xuống. Bắt quỷ bị phá hủy rồi. Họ biết một người trên công vụ Hookka.
Nó có thể sẽ là quả Molly tới từ vị trí của Bu để không chịu được Khương Giàn. Nhưng đối Khương Giàn trước, Bu không bắn lỗi. Lửa bây giờ mới được trả ra một layup cực kỳ đơn giản nhưng nó đầy những tính hiệu quả. Gỡ được. Có thể đứng lửa gỡ được. Vấn đề là layup này nó không thực sự là quá đẹp đâu. Đừng tin tưởng vào những cái layup mà Chi Chu là người tha bình tốt hơn. Thời gian không kịp, thậm chí là Chi Chu hoàn thành cho mình thi đấu. Đấy là cái mạo hiểm của việc đặt bom ở giữa. Bom ở giữa đẹp thật. Ở đâu cũng nhìn được thật nhưng mà không cẩn thận là người ta ngồi ở trên gỡ được. Một vị trí spy rất đẹp. Ba classic còn lại trên tay của Kang Kang. Simon chỉ cần là nobody. Bẫy ác mộng kết hợp thêm một quả lựu đạn. Wood vẫn có thể né tránh được nó thành công. Tốc độ đẩy ra từ Kang Kang đang rất nhanh. Và hai thành viên giữ khu vực kill hole của đối phương. Quả này cũng ghê cơ, tí thua. Đéo hiểu. Và bất ngờ xảy ra khi có 3 điểm hòa cùng dành cho các thành viên bên phía EDG. Sau đó thì vội thực quay trở lại với Ngọc Phương Phép. Đây sẽ là vào thi đấu quan trọng dành cho thành viên bên phía đội hình của EDG. Đối phương vừa trả một con thoát vào khu backside. Đã phát hiện ra một người ở góc vuông rồi. Ngay lập tức ông pha bay vào đến từ vị trí của Minibu. Và giờ đối phương đang lộ ra nhảy cầu ngay lập tức. Kang Kang và những người đồng đội sẽ phải back về để có thể thực hiện một tình huống cứu lấy khu vực side B. Nhưng động thái vào side thời điểm hiện tại vẫn chưa quá rõ ràng từ các thành viên. Mà thật sự là bây giờ ấy, mình không hiểu là Ducky sẽ đi đâu luôn. Ducky vào đâu được nữa nhở? Không hiểu luôn á. Kiểu chẳng lẽ lại sang Mỹ? Nhưng mà mấy cái player của EU, của châu Âu mà sang Mỹ thường như kiểu Addis ấy, kết cục không tốt đẹp cho lắm ấy. Còn vào mấy team khác như kiểu Na'Vi này các thứ thì Na'Vi có Addis rồi. Chắc chỉ có kiểu vào Liquid thôi. Liquid trông có vẻ giàu. Mà thật sự luôn ấy. Mà có The Key ấy, thì gặp anh hẹn anh em ở Champion 4 năm sau luôn. Nhá. Mẹ diễn với nhà không diễn thật. Có tầm và có The Key thì hẹn anh em năm sau luôn nhá. Thấy Liquid nó giữ Duelist cũ rồi. Liquid giữ Duelist cũ nhưng mà phải xem cái tin đấy là sau khi mà Ducky thông báo hay là trước khi mà Ducky thông báo. Còn giữ Keiko, Keiko bắn con khác cũng được mà đúng không? Như kiểu là Keiko bắn vị trí khác, vậy mình nói thật luôn. Con mạnh mày, bất kỳ thằng nào ở châu Âu bây giờ nhá, team nào ở châu Âu bây giờ mà lấy được Ducky nhá, thằng Duelist cút. Có vẻ như anh ta cũng một hướng đến việc sử dụng cho mình một cái bẫy ác mộng nếu như đối thủ. Mà mày Ducky đi tìm team là sẽ có một thằng Duelist nào ở team nào đấy là mày chuẩn bị mất việc ấy. À, Jumpy giờ không tín nữa rồi. Mình không nghĩ Heretic sẽ là một team mà bỏ tiền ra lấy mua Ducky về thay cho Minibu. Tại vì theo mình nhá, cái sự phối hợp giữa cái 5 con người này của Heretic quá tốt rồi. Mình không nghĩ Heretic sẽ thay bất kỳ ai đâu. Quá mạo hiểm để thay bất kỳ ai. Kể cả lấy một player chất lượng hơn. Mình nói thật là Minibu, Ducky mà 10 thì Minibu cũng phải 7 và 8. Nhưng mà về teamwork thì chắc chắn là 10 trên 10 đúng không? Team EDG nữa. Backside có người tham minh sai lầm từ vị trí của Rien. Quá nhiều đồ cần phải phá từ Bu. Kỳ rất là dị. Phá đẩy rất đẹp và rồi. Bu khả năng cao là Bu sẽ bị lộ thôi. Đúng là như vậy. Serif quá khó cho Bu. Kang cũng lập tức đã sủi đi sau khi có được cho mình first kill. Round này Thrifty hay sao nhỉ? Đúng rồi rồi. Benji Fishy giết hết. Đó là một khẩu ma cho từ Benji. Một ui. Ôi tôi xin lỗi Benji. Vẫn ăn được một đến từ Smokey ở đây. Và Smokey bị quay rồi. Sẽ là cái chết của Smokey thôi, nhưng càng càng đáng tới với cái tên lửa hạ màn. Tên lửa hạ màn này có sát thương hay không? Đây đã hướng vào nhìn thấy bom. Đã trọng đầu của đối phương nhưng còn tốt dành cho vị trí của Wood. Backside có hai người, đây là một tình huống bắn chéo từ các thành viên bên phía của team Heretic. Và đó là một mạo flick không kịp vị trí của Rien. Chiến thắng Mastercard Thrifty win cho các thành viên bên phía của team Heretic. Họ đang hết. Mày hôm mà đi xem chung kết ấy, thằng Texture nó đến ấy, uầy. Khi mà Texture xuất hiện nhá, uầy. Nó gọi là bùng nổ luôn đấy anh em. Thề. Đúng là mày idol Hàn trên đất Hàn. Đúng là câu chuyện gì khác bọt thật. Heretic cũng đã phạt được trong phòng sai. Và Bu Konan những người đồng đội của mình trong một động thái bốn cây móc. Và đây là một trong những quyết định cực kỳ hợp lý của đội bên phía team Heretic. Nhưng một mạng, hai mạng và không có mạng thứ ba dành cho vị trí của Wood. Năm máu của Chi Chu sẽ không thể làm được gì nhiều trong tình huống này. Nó sẽ là một chiến thắng thứ 10 dành cho đại diện tới từ khu vực EMEA mà thôi. Trong sách vở thì sẽ nói đây là cái sinh mạng lay lắt đến từ vị trí của Chi Chu. Liệu anh ta có thể làm thêm được cái điều gì đó trước khi phải nằm xuống hay không, hay dù sao nằm xuống hay là hạ gục được người thì cũng vẫn sẽ có cho mình cái ultimate ở đó thì sau thôi. Tôi thì những khoảng tham minh hiện tại khi càng quay lưng đó là một con xạ quỷ. Ôi. Và bóng đêm bao trùm lại không thể dính được một người chơi nào bên phía đối phương. Anh nghĩ combo viên nào là tốt nhất bây giờ à? Đối thủ của mình muốn đi vào đâu?
đã có những điểm chiêu cuối được kích hoạt ở đây. Mini Boo vẫn đảm bảo được sự an toàn cho những người đồng đội của mình khi anh ta cầm nào là tốt nhất trên tay, nhưng đó là điểm kill đầu tiên dành cho vị trí của Boo. Phá mình không nghĩ là có Gia tốt nhất đâu, tức trả lại một cái điểm chiêu cuối nó chỉ Gia phù hợp bạn nhất thôi. Phía ADG tạm thời đang gặp khó khăn, bắt được một bạn nhưng sau đó họ mất đi hai người đồng đội của mình. Chichu vẫn còn Mini ở đây. Bắn như này vẫn bị chê. Không thể tiếp tục trận đấu nữa. Spy vẫn còn thời gian để bắn như này. Hector vẫn chê. Liễu được thành viên cuối cùng bên phía EDG. Vậy thì tiền nhiều để làm gì ạ? À? Lên một thường xuyên. Tưởng ra trận đấu sẽ kết thúc ở đây rồi cơ. Làm sao mà trước mặt đang là một người. Ui, no scope thật á. Nhưng mà với thông tin này thì ở B Chichu chỉ kịp đổi một thôi. Đã phải bỏ cái hang xà rồi vì chắc chắn là người chơi Viper đã nằm xuống. Và giờ thì Benji cũng đang có một góc kê đẹp. Rất hẹp tới từ vị trí của Benji. Và anh ta sẽ móc luôn cả hai nhìn thấy nhau. Một sai một cơ hội quay lại. 3-3 mọi thứ cơ hội vẫn còn nguyên nha. EDG có thể sẽ retake được ở trong tình huống này. Nhưng Bu đang có những góc kê đẹp dành cho vị trí của Rien. Một góc kê mà vị trí người khu vực spawn không được phép nằm xuống, bắt thăm mình sai lầm của Spawn. Quả đèn mù lỗi điên luôn. Cố gắng phá hủy đi cho mình quen cho backside, còn vị trí của Hood. Và đây là tình huống 1-1 với đối phương. Tap không pro định là never fake. Phát này mình tưởng là kết thúc rồi cơ. Xong round này là round mà Simon chặn quả lửa này. Hay điên luôn. Chiến đội hình của Heretic nhà và giờ một người nằm xuống. Đó là Nobody với khẩu Judge. Và Nobody vẫn đang quẩy được nhà Minibu hạ cùng Smokey rồi. Double kill tại Nobody. Cuối cùng anh ta cũng nằm xuống dưới tay của anh trai mang tên Rien. Nhưng giờ anh quá Minibu ơi. Tên lửa của Kang Kang đã sẵn sàng. Quan trọng nhá. Kang vẫn còn một quả lựu đạn. Bây giờ gỡ Spy ném quả lựu đạn của mình ra. Thoát sẽ bị phá hủy. Một quả lửa của anh trai Bu còn đến nơi. Chichu chặn. Nolando. Một cú volley và thẳng quả lửa. Vẫn còn cơ hội dành cho EDG. Đang có cái ultimate trên người của Simon. Và bây giờ thì bật ulti lên đến từ vị trí của ai đây? Đó là vị trí của mình. Quả này vãi. Thế từ Kang Kang. Và giờ thì chảo ulti vào trong side. Minibu cố được một. Minibu không thể cố đôi. Nhưng vấn đề Wood đã kết thúc được Chichu. Trái Spy sẽ được đặt ở tam binh này. Nổ nè. Nổ rồi cháu ơi. Nổ rồi. Cố được mù. Và đây rồi. Round thắng thứ 11 đang đến rất gần. Quả này tưởng làm được cơ. Anh em fan EDG chuẩn bị chưa? Anh em fan EDG chuẩn bị chưa? Chào. Và có thể điểm bóng sẽ được nhường lại cho vị trí Smoky. Nhưng đây không phải là thời điểm thích hợp đâu khi đối với phía Team Heretic cũng đang có những động thái đầu tiên muốn tiếp cận vào khu vực Osea. Mắt quỷ rất đẹp, quả lựu đạn hướng thẳng vào vị trí của đối phương. Và đây là Rien. Không ai phá mắt quỷ Smoky khi anh ta vẫn đang tận dụng những cái iPad của mình. Thrash có. Đây là một điểm chiêu cuối quan trọng để có thể phá hủy đi được cái hang xà của đối phương. Phải chờ đồng đội về để có thể retake thôi. Chuẩn bị chưa? Còn Thrash để lùa vào hang xà. Và giờ thì Nobody kích hoạt Rush rồi. Nào, chạy thôi. Thôi sau của tôi, cắn quá rồi. Đẩy vào, có 1, có Kang Kang, 3, đến từ Kang Kang. Liều đạn, có 4. Lại là một liều đạn, cần có một người để sút quả Molly này đi. Ai sẽ là Ronaldo đây, Spy đang được cơ. Và có vẻ như đó là một cái Molly rất đẹp. Thời gian vẫn đang kêu ấy dành cho vị trí của Kang Kang. Nhưng cần phải gỡ Spy không kịp rồi. Một cái này không để làm gì cả. Hình ảnh Kang Kang bất lực nhìn những người đồng đội của mình ngã xuống. Thôi map này thì mình biết là mẹ map 5 là cút rồi. TH có biết bắn map này đâu mà. Mình đánh giá cái map này nhá là mẹ EDG nó gọi là... Ô Công Anh! Rapid Trigger có khác biệt nhiều không à? Rapid Trigger sẽ khác biệt nếu mà bạn không counter strip. Bắn map này nhiều nhưng mà mình không thấy TH bắn. Mình xem cái lối bắn của TH ở map này ấy, mình cảm giác như kiểu là TH bắn map này nó kiểu nó cứ kiểu bị lúng túng với sợ sệt ấy. Phải Nobody cũng khó hiểu này. 4v3 A-side clear. Đồng đội đang chạy về đặt bom nhưng mà không hiểu vì sao mà bằng một cách nào đấy Nobody quyết định ra bắn nhau chết cho trận đấu trở thành về thành 3v3. À thì đang mở toang dành cho đại diện của khu Hàn Quốc. Smokey đã chạy qua rồi. Rồi nha. Hai đang đưa lên nhưng Benji vừa bắt đi vị trí Nobody. Tình huống chung mà lớn rồi nên ngày sinh nhật cũng thấy nó bình thường ấy, không có gì đặc biệt lắm. Nhưng Smokey bắt được cút rồi. Minibu yếu máu vẫn hàng cùng Smokey kia. 2v2 chưa biết mèo nào sẽ cắn được mỉu nào đâu. Spy được thiết lập đẹp. Một người trên Heaven, người còn lại sẽ lâu lắm rồi đối với các anh ngày sinh nhật nó cũng chỉ như ngày bình thường ấy. Tuy nhiên là vị trí bắn của Chichu anh ta sẽ cần phải kê tới hai đường. Đẹp, Minibu yếu máu.
Điểm cứu dành cho vị trí của Chi Chu. 1-1. Có biết được hay không đây? Anh ta không đoán được vị trí đứng của Simon. Nó sẽ là một clear side, thậm chí là một free side dành cho các đại viên. Tao sẽ làm gì nhỉ? Này có. Thì hiện tại khá là hợp lý đối với phía của team Heretic. Let's go. Họ G2. Nhảy rồi, họ lại nhảy rồi. Khá là cộng bàn này thì không bị gọi là can thiệp và tác động từ tất cả những nhân tố chạy, của chạy, đội hình của EDG. Pha này mini bu bắn kinh điên rồi. 4 lợi hình dành cho các viên bên phía team Heretic, nhưng lúc này thì EDG đang muốn vợ mình chưa bạn ơi. Ngược lại khúc bom Saya. Nhưng từ nhà. Khúc bom Saya vẫn còn đó là Rien cũng như là Benji ở đây. Giao vào trước lại khúc đen rồi, nhưng vấn đề là có phá tưởng, cho. Pha này chờ đúng không? Pha này chờ đúng không? Đặc biệt là với vị trí mà đội hình bên phía đó là Wood. Chỉ cần anh ta không giạt vào bích lỗi mà thôi. Lần này thì Spy đã rơi có thông tin, nhưng pha bắn thứ hai của Bu lại không thực sự là chính xác. Đây, bây giờ là phải. Đến thời điểm hiện tại với 28 giây, sự tự tin tới từ vị trí của Mini Bu, anh ta hoàn thiện cho mình một cú double kill với hai cái đầu của Simon cũng như là Chi Chu. Và Smokey với 17 máu một khẩu Guardian ở trên tay. Có nhảy không nhỉ? Anh ta sẽ cố gắng để dành cho mình một điểm kill. Ở thời điểm hiện tại thì việc mà Smokey có một kill, anh ta cũng sẽ có trường hợp nhảy ở đây. Xếp một khẩu Guardian vào đầu. Chúng ta phải nói lại anh chàng Midibu, một tình huống bắn làm đôi của Midibu. Được sốc đạt. Người bỏ rơi bây giờ sẽ là Smokey, anh ta khéo léo bắt được một mạng. Điều ấy, nó bắn quả điều ấy. Sau lưng mình vẫn có người, Smokey sẽ cẩn thận để kê lại sau lưng. Recon gần như là không thể né tránh được ở thời điểm hiện tại. Nhưng Smokey vẫn còn sống. Cho đến thời điểm bị hút thì hơn người vẫn được giữ vững dành cho. Kiểu ra vừa rồi ấy, bị hút người ở mid quá ấy. Bị hút người ở mid quá, thế là B sai lục. Đã được cho mình một cái more speed. Và thêm lần nữa, những tình huống 1 đổi 1 cho đến khi Simon lên tiếng. Còn lại cậu bè với bộ đôi bên phía của EDG. Đối phương nhảy đi rồi. Rồi, clutch hay sao mà? Rồi, clutch mà. Thông tin đã có. Bé đẩy ra, bắt được một người, còn người cuối cùng 7 viên đạn là quá thừa cho tình huống này. Nhưng tất nhiên là Chi Chu anh ta sẽ bỏ trốn. Anh ta vẫn còn sao để thực hiện tình huống post plan. Và bây giờ thì Benji Fitzy 67 HP, tap fake để hút đi cái ngôi sao của đối phương. Biết rằng đối phương đang ở gần rồi và sau tất cả những round như này tưởng là có cơ hội nhưng mà vẫn đéo có cơ hội, vẫn khó. Gì rồi? Simon nhảy và dính đồng nghĩa việc họ sẽ lộ thông tin hưởng với lượng kinh tế họ có muốn sử dụng cho mình. Nhìn một lượng từ Astra. Hiện bên phía nhìn Chi Chu ở thấy thắng mẹ rồi. Đó chính là vị trí của Chi Chu. Quan trọng hai bên liệu có tới kịp hay không, bởi vì combat đang diễn ra một cách liên tục, lại là một thứ bắn lỗi từ vị trí của Kangkang. Minibu cũng nắm bắt được khoảng thời gian này. Chi Chu đang tới. Sẽ là bỏ người thế giới rồi. Anh đã bắt được vị trí của Bu. Smoke đã hết. Kẹp chéo từ hai đầu và chiến thắng được đảm bảo dành cho EDG. Quả này Minibu nhìn này. Quả này nhìn Minibu rồi. Nhìn đó. Benji sẽ là một phương án backup đằng sau dành cho các thành viên bên phía của team Heretic. Vậy là những người chơi tại khu vực Spawn cũng cần phải cẩn thận những tình huống này. Lộ những thông tin, những con dao không chính xác, Benji cũng không tạo ra được những cái áp lực và chúng ta chỉ nó muốn hút đạn, nó check sau cái thùng cho đồng đội, nhưng mà tại vì không giết người nên trông nó hơi buồn cười thôi. Còn cách vậy thì cầu xin Benji Fishy ấy, bắp này cảm giác gần như là phế luôn ấy, chap không làm gì được, gần như là phế luôn. Việc vào bom sai không phải là quá khó với các thành viên bên phía của EDG. Shop đạn liên tục được trả thôi vì chỉ của Rien nó khay cho một sắc bốn máu ạ, đèn vãi. Những smoke fill và những trái smoke cho một nhịp độ phản công nhịp nhàng. Vâng, bây giờ thì con cá này đang đi tìm người nhưng chưa tìm ra ai cả. Riot có một trước khi bên team Fitzy bị hạ bởi Chi Chu. Vẫn đang là 4v4 dành cho các thành viên bên với team EDG. Recon của Riot quét ra rất nhiều người. Nhưng các thành viên bên phía của team EDG thì họ vẫn có thể force pen với những cái sốc đạt đến từ nobody. Smokey bắt được Minibu rồi. Nào, timing spam nhưng Good vẫn kịp hàng được một người chữ mẹo của Chi Chu. Cái giếng trọng lực chưa thể khiến cho các thành viên bên với team Heretic có được một tình huống hơn nữa. Đẩy qua bắn nhau, Smokey có thêm mạng của Rien và thôi. Như vậy là chiến thắng dành cho EDG rồi cần đâu. Có một chap ở... Nhìn những cái map khác ấy. Kiểu Heretic biết lúc nào cần rotate và biết sai nào để cần rotate ấy. Nhưng mà mình cảm giác mỗi lần mà mình nhìn Heretic bắn ở map này nhá, cảm giác kiểu Heretic nó bị bối rối lắm. Kiểu vẫn chưa quen với map này ấy. Marshall buộc phải làm được một điều gì đó, bước qua smoke một viên đạn Marshall không chính xác. Simon bắt tay cầu vị trí của Benji. Đấy là lý do mình bảo là đến map 5 với Simon với Smokey bắn vãi nôn. Hunter Fury bây giờ sẽ có mặt để có thể deny đối phương nếu như Spy rơi. Phát này hay. 5 giây đếm ngược, vẫn kịp thời đến là Spy. Một speed phát nổ và kịp hay không? Đó là không kịp rồi. Rồi tình huống đang là 3 đánh 3 dành cho... Uầy, quả này của Midibu thì phải. Nobody cần phải kê lại những vị trí này của đối phương, qua đó giúp cho những người đồng đội của mình có thể tiếp tục đi bóng. Chính xác, tiếp tục là Spy. Những phản xạ vừa rồi là quá tốt từ vị trí của Minibu. Không có nhiều tổn thất dành cho các thành viên bên phía Heretic. Mọi thứ vẫn còn nguyên. Né tránh được DC không?
Câu trời là không thể né tránh được EDG vừa rồi, hai tinh vân bùng nổ đều đã được sử dụng. Wood đang ở trên đầu nhưng Simon bắn vãi lều. Nhưng Wood bỏ qua khoảng thông minh của bên phía của em. Những noi của mình vào cũng bom. Anh cũng không thích con Gecko ở map này lắm. Anh không thích lắm. Tại map này gần như là sẽ có Sentinel ấy. Nên là anh không thích con này lắm. Lý do tại sao Benji không bắn ở trong offside? Một con Kayo hay một con Breach sẽ mang lại nhiều tác dụng hơn cho con dẹt. Nhưng mà con Gecko thì không support được cho con dẹt mấy. Vô hiệu hóa đi toàn cảm giác Minibu mỗi lần mà vào sai hay là làm gì ấy, nó kiểu cứ bị thiếu đồ ấy. Hạn chế nhất khổ cái việc mà dính những con dao của KO. Cài được người vào khu vực ven A rồi và có vẻ như đây là một tiếng đánh về A. Chichu là người đi ba tơ nhưng mà Chichu không bắt được ai cả. Mà là người đổi mạng là Simon cơ. Simon có double kill. Khu bom sai B chỉ còn một người mà thôi. Ủa phát này này. Ông Bù chạy vãi chạy. Nhưng giờ thì thời gian hiệu quả của Thrash cũng đã hết và sự vội vàng tới từ vị trí của Bù, anh ta đã bắt sai timing rồi. Minibu cần phải làm tốt nhưng đó lại là một sai lầm nữa tới. Và trước khi đi thì anh chàng không hiểu sao mà TH thắng ở round này. Đối phương 48. Đã close by những tín hiệu này, các thành viên bên phía EDG không biết họ đẩy qua để có thể phá vỡ thì đó cũng là những án tử liên tiếp cho 48 xong rồi thua lục, thua bonus, thua hết luôn. Chán. Anh đang nghĩ trường hợp kiểu thắng lục còn có cửa để cứu vớt ấy, nhưng mà thua lục nốt luôn. Đây. Hãy càng cao những người đồng đội. Điên à, sao mà anh so sánh với Rien được? Rien bắn con số 3 vãi luôn. Thương được gây ra với vị trí của Kang Kang. Thì thế anh mới bảo mà cả một cái bo năm này ấy, đa phần là thành viên của Heretics ấy, đánh mất chính mình hết. Năm thằng Heretics cảm giác cái trận chung kết này ấy, nó đéo phải năm thằng đấy chơi game luôn á. Có Minibu thì còn ổn định được một chút ấy. Benji Fishy thì clutch chỉ được một hai quả. Cái thằng biến mất nhiều nhất là Bu và Hood là hai thằng biến mất nhiều nhất. Phát này này. Ôi phát này ôi. Phát này đẹp vãi để có thể cắm thắng round lục và comeback này. Ôi có phải round này phải cái chỗ này này. Vẫn còn một shot đạn trên người của Nobody. Máy bay là thứ đầu tiên vào side tác được rồi. Nobody khó nhưng anh ta vẫn đang làm đôi. Chu xuất hiện. Quá khó dành cho các thành viên bên phía Team Heretic. Phải bảo hiểm Nobody. Nhưng có một cầu Guardian chờ sẵn. Một. Oh my. Nhưng Nobody thì có mạng của Minibu và đang đi tìm kiếm cái tên tiếp theo. Mày thi thoảng chỉ cần chơi game đúng một round quan trọng như thế thôi. 70 sẽ là hơi. Nobody sẽ dùng drone chắc chắn là như vậy. Khi mà Kang Kang cũng bắt đầu giành được điểm kill tới từ vị trí của Hood. Cách đang là sâu. Mày nó bị Sova drone tag mà nó giết ba luôn ạ. Sầu điên luôn á. Nhưng về A bây giờ thì lại có tới 3 người của đối phương cộng với 2 ngôi sao chờ sẵn tới từ vị trí của Chichu. 30 seconds left. Nào, bước qua. Liệu rằng nó có phải một cái án tử hay không khi tôi thấy Simon là người đầu tiên đang dành cho mình cái frag kill. Và Nobody không cần nhiều những tầm nhìn quả flash này, nó thực sự đẹp quá, cố nỗ lực né tránh tới từ Hood. Thực sự là không phải quá đáng kể đâu, những khẩu súng bé nhỏ hợp sức lại với nhau và đang lên tiếng. Đối phương bắp ở phía sau lưng, Pu không mắc sai lầm nào cả. Tuy nhiên sau đó thì Pu vẫn tiếp tục thể hiện được mặt trình diễn của mình ở phía bên này. Kang Kang vua súng 11 thôi. Ông là cuồng nhiệt này, ông là cuồng nhiệt này. Anh em nhìn giữa chỗ trượt của mình nhá. Được mặt trình diễn của mình ở phía bên này. Kang Kang 11 thôi. Tình cờ quá mạnh ở trong những cơ ly gần đến như vậy. Vua súng lên tiếng ở một thời điểm quan trọng. Còn giờ EDG họ sẽ phòng thủ tình huống này như thế nào đây? Spy bắt đầu được đặt rồi. Người gặp nguy hiểm đang là Chichu. Và anh ta lần đi được. Chưa bị bắt lại. Đã có, Chichu đã phải nằm xuống. Ngay lập tức có một lượt kích hoạt Ultimate tới từ con bài Cypher. Thrash cũng đã được mở. Và giờ Kang Kang với những người đồng đội đang phải trốn. Muốn comeback họ phải thắng ở trong round thi đấu này. Và đây là Minibu. Cả hai bên đều có những tường bắn lỗi. Minibu vẫn muốn chơi. Shopee không thể hit được một chính xác nào vào người của anh ta. Đây rồi, cơ hội dành cho các thành viên bên phía của Team Heretic. Mình bảo mà trận đấu này chỉ có Minibu là mình cảm giác kiểu cố gắng cứu vớt lại trận đấu ấy. Thực sự là cố gắng cứu vớt lại trận đấu ấy. Còn Heretic này, đéo phải Heretic mình biết. Trở lại khu vực A-Main. Nhưng mà xem cái Valor này không có APAC nó bị thiếu thiếu nhỉ. Chịu đó bạn, khu vực yếu mà. Giờ yếu mẹ nhất được còn gì nữa. Quay về khu vực nào cũng có champion rồi. Không, bình thường hai team lên thì sẽ là Benji Fishy và Hood ạ. Cộng Minibu nữa. Còn Bu nó sẽ là người kiểu gọi là đảm bảo là team vẫn giữ tập trung đấy. Rồi. Chichu đang gặp khó, Chichu bị mù. Mạng tiếp theo cho Rien. Tiếp tục là những hy vọng khi mà Simon cũng đã nằm xuống dưới tay của anh chàng Sova đẩy.
Round thi đấu chiến thắng thứ 6 gần như đang mở ra rất rộng cho các thành viên bên phía đội hình của Heretics. Chichu đã không thể kiểm soát với những trái smoke của mình. Chúng ta nhìn thấy ngôi sao của anh ta vốn được sử dụng với mục đích là để one way, nhưng bởi vì lúc đó trái smoke chưa có, bắt buộc phải kích hoạt. Mình bảo mà, người Hàn sang đất Trung vô địch Master, người Trung sang lại đất Hàn vô địch Champion luôn. Có qua có lại luôn. Anh cũng thấy dạo này nhiều người post một cái rumor là Papress cộng 1 là thằng Hillmin Duelist ở tier 2 Nhật Bản, người Hàn nhưng bắn ở tier 2 Nhật Bản. Go home thôi. Đây là những gì. Nhưng mà là mình nói thật luôn nhá. Mình nói thật, nếu mà mình nghĩ nhá, không bao giờ có chuyện, mình không nghĩ có chuyện mà Forsaken với cả Jinx rời xa nhau đâu. Papress mà không có Forsaken với Jinx thì vứt. Mà Jinx với cả Forsaken mà không gọi là có Papress thì cũng thế, nó là kiểu mối quan hệ có qua có lại. Được kêu vừa rồi. Trên khu vực này và Nobody cũng không thể làm được gì nhiều trong khu vực backside. Đó là tiếng đổi mạng tốt cho vị trí của Wood Hunter. Woody được kích hoạt để có thể phá hủy tình huống đặt. Phát này không biết mọi người có để ý không, nhưng phát này là pha lỗi này. Thân Bu trong vai trò là sẽ là phát này là lỗi nè. Phát này là lỗi của ai đây? Anh ta cần phải comeback. Back. Lỗi của Mini Bu nè. Đồng đội đang hold tự dưng Mini Bu bị quét. Quyết định đưa ra sẽ là những quyết định sống còn. Không được, nhưng Nobody cũng không thể làm được gì nhiều. Được một người với tàn không gây thiện từ khu hai trái Proud. Và giờ một mình Simon mà thôi. Lượng đồ giờ sẽ không có support ai ngoài chính bản thân mình nữa. Có một hay không đây? Em của Jinx là dạng tầm trung thôi ấy, nên solo thì em thấy Jinx toàn lỗ. Thôi bỏ đi. Không. Viện cảnh của ED là bây giờ em tiếp đường sẽ nào là không phải chạy của Chi. Có lẽ sẽ đẹp của Benji lộ. Ai đó cứu vị trí của Benji mới. Hoặc đơn giản là Benji không cần ai cứu ở đây. Wood bắt được vị trí của Nobody là mở ra một cơ hội để có thành viên bên phía có tìm hiện thì có thể vào được khu vực. Đọc xong đéo biết nói gì nữa luôn. Móc nữa, một bài cho Kang Kang rồi. Đã lộ ra và Kang Kang đã nằm xuống dưới tay của Bu. Một bảng nữa, nhưng nó dành cho Smokey. Nhưng anh ta có biết là có một người đi móc không? Anh ta có biết không? Có, bởi vì Rien đã lộ thông tin từ trước đó. Chắc chắn là biết đây rồi. Smokey hạ gục được Rien. Simon đối đầu, thảm mình tốt. Hút có chiều cuối. Thrush bắt đầu được thả ra và nó cắn thẳng vào Spy, nhưng đây là pha TP hack down đối phương và đó là vị trí của Smokey. Thời gian là quá đủ để họ có thể gỡ trái Spy này. Và đây là chiến thắng. Không, là chiến thắng trong 0.12 giây dành cho team Heretic. 0.12 giây thì đỡ thế nào. Man, đáng lẽ mình nên chỉ nên dừng bạn đọc cái câu em thấy em của Trinh chỉ tập trung đọc nhiều đéo rồi tốn. Đọc nhiều đéo tốn mẹ mày, tốn não của mình. Đọc đến câu đấy dừng là đủ rồi. Anh tưởng 91 comeback được cơ. Chúng ta đã chính thức đặt tham ăn. Hóa giờ nhiều người cũng thấy nó buồn cười thật. Tất cả những sự nỗ lực này để làm gì? Càng càng đẩy thôi xong rồi, một chắc được một. Hay tiếp tục là càng càng. Và giờ Bu đổi được một mà thôi. Có khả năng đổi hai hay không đây? Câu trả lời là không. Và đó là match point. Dành cho Kang Kang. Rồi xong rồi đấy, xong rồi đấy, xong mà nhìn nó cầm lên khẩu ngắm là mình biết kết thúc rồi. Này, tiến thầy áp em bị hạ gục thông tin. Divide, Spock, nó sẽ tắt. Nhưng người em bị hạ gục sẽ là vì chứ. Quá nhiều. Kang Kang cũng muốn phải bắn. Ốp này sẽ trở nên rất đẹp. Paranoia đẹp vậy. Bu là được một mạng. Simon với các càng là tiếp tục có những điểm kill thứ hai. Benji Fisher ở đây đâu được lực cố gắng của anh ta. Nhưng Bu chỉ có được một mạng duy nhất mà tôi bị dồn out ra bởi đối phương. Và dịch chuyển. Phát này Bu cũng giết được. Nhưng của Bu, 4 viên đạn, 1 điều gì. Thôi, không trả tấn anh em nữa đâu. Má mày. Nhìn xem, nhìn mấy thằng nghe tích tội vãi lộn nữa. Nhưng mà mình nghĩ là ai cũng thế thôi, là ai cũng thế thôi. Kể cả là có người bản lĩnh đến mấy thì là ai cũng thế thôi, đéo trách được đâu mà. 11-9 tất cả mọi sự nỗ lực để làm gì? 11-4 lên 11-9 để làm gì? Ôi trời ơi.